khó kiên trì để học rồi, nhưng mà rất là vượt ngoài sự tưởng tượng của Bích Nga là các anh chị học cực kỳ là chăm chỉ luôn, học suốt 7 ngày 7 đêm, sau đó còn đồng thuận mở 15 ngày, rồi sau đó chưa đã đồng thuận mở 21 ngày, cho nên là khóa của mình hiện tại là mở 21 ngày cả nhà, 21 ngày. Nhưng mà tuy là 21 ngày nhưng thực ra là mỗi khóa có một cái bối cảnh khác nhau, nên là chúng ta luôn có những bài học mới trong lộ trình này. Nhưng cơ bản là lộ trình của chúng ta là lộ trình thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Thì kỳ vọng là sau lộ trình này chúng ta sẽ thấu hiểu được nội tâm chính mình và chúng ta đơn giản có được sự an vui trong cuộc sống của mình. Dạ. Em thấy chị Thanh Tiền có giơ tay á, xin phép mời chị Thanh Tiền giao lưu cùng với cả nhà mình nè. Dạ. À, dạ rất là biết ơn cô Bích Nga đã cho Tuyền có cơ hội được chia sẻ. Thì đầu tiên thì Tuyền rất là biết ơn nhân mạch của Tuyền là bác Phan Thế Huấn đã cho Tuyền biết đến môi trường của Quýt. Và từ cái việc cô Bích Nga vừa nói rằng là mỗi lớp thì lại có một cái chương trình khác, có một cái nội dung khác nhau và có một cái bối cảnh khác nhau, thì Tuyền mới nghĩ là Tuyền giơ tay chia sẻ. À, tại vì Tuyền cũng đã học được chương trình video từ K24, xong K25 thì Tuyền học trọn vẹn 21 đêm, xong rồi K26 thì Tuyền cũng được học xuyên Tết. Thì K26 thì do Tết cho nên Tuyền cũng nghỉ mấy hôm. À, và K28 này thì Tuyền quay trở lại học. Và cũng giống như có mấy anh chị nhắn lúc nãy trên nhóm, thì Tuyền cũng có đặt ý rằng mong muốn rằng là mình sẽ được tham gia chương trình Mentor 6. À, tại vì đó là cái chương trình mà Tuyền nghĩ rằng Tuyền rất là mong muốn được tham gia. À, nhờ anh chị ghi hình lại dùm Tuyền, giống như anh kia nói ghi hình anh chị ghi hình lại dùm Tuyền ha, cho Tuyền được học chương trình Mentor 6. Thì Tuyền xin phép được kể một chút với anh chị về cái hiện thực mà Tuyền nhận được á. Và hôm nay thì cũng có rất là nhiều người đang đến đây và học cùng với Tuyền. Cũng giống như cô Bích Nga nói, thì có rất là nhiều bạn từ đồng đội của mình đến những người bạn của mình, và họ đã rất là chuyển hóa sau khi được học cái chương trình thấu hiểu nội tâm này. Và lúc đó thì Tuyền chỉ có cơ hội là gửi cho các anh chị video thôi. À, xong rồi á là các anh chị có những người người ta đang gặp vấn nạn trong gia đình, mà gặp về vấn đề hôn nhân luôn á anh chị. Và gần như là lúc đó giống như là người ta kiểu giống như là cái bạn đó, bạn cảm nhận được rằng là không có đường đi ra. Nhưng mà khi mà Tuyền gửi cho bạn cái chương trình thấu hiểu nội tâm K26, chương trình video, thì bạn ấy chỉ có nghe cái chương trình đó thôi mà bạn ấy đã thay đổi một cách rất là hoàn toàn, một cách rất là ngoạn mục luôn. Và bạn ấy đã chia sẻ với Tuyền về cái sự thay đổi của bạn ấy, từ cái việc bạn ấy cảm nhận mọi thứ như thế nào qua những cái bài học của thầy. Thì Tuyền thấy rằng là cái chương trình rất là thay đổi nhiều người. Và khi mà Tuyền có một cái mong muốn đặt ý tham gia chương trình K Mentor 6 là để có thể lan tỏa tri thức nhiều hơn nữa, và cũng giúp được nhiều người hơn nữa, để mà cái ai ai nhà nhà cũng đều được chuyển hóa, Có cũng một như câu là nói lan rằng tỏa người ta không phải chỉ đến thực hiện tiết kiệm. cái tri thức giáo dục tận gốc đến với lại rất là nhiều người. Và Tuyền rất là biết ơn thầy Trần Thanh Toàn và cô Bích Nga có mặt ở đây, bởi vì Tuyền học được từ các thầy cô rất là nhiều bài học, và Tuyền cũng đã ứng dụng được rất là nhiều, từ cái việc rằng là mình trò chuyện với con của mình nè, đến cái việc rằng là mình làm việc với lại những người xung quanh mình nè, các mối quan hệ của mình. Và còn một cái hiện thực rất là đã luôn của Tiền nữa, đó là Tiền đã chạy 21 km mà nó khỏe gì đâu luôn, nhờ chương trình thay gân đổi cốt. Tức là trước đó là Tiền cũng chạy bộ, nhưng mà Tiền chưa có chạy được nhiều như vậy. Nhưng mà tháng 12 vừa rồi là Tiền đã hoàn thành 21 km, là mà chạy khỏe re luôn cả nhà, nhờ cái chương trình thay gân đổi cốt cả nhà. Đấy là một cái chương trình mà Tiền nghĩ rằng là ở đây thì chúng ta ai cũng nên học. Và năm nay thì sẽ đặt ý là chạy 42, đặt ý là chạy 42, và thấy các thầy cô cũng như master mentor đi thi Ironman mình thấy ngưỡng mộ vô cùng luôn. Thế cho nên rằng là chương trình thấu hiểu nội tâm đã thay đổi Tuyền rất là nhiều, và rất là biết ơn cô Bích Nga ngày hôm nay đã có đồng hành và dẫn dắt đầu giờ. Và chương trình K28 này thì Tuyền cũng đặt ý rằng mình sẽ học trọn vẹn để có thể làm nền tảng cho cái việc mình có thể có cơ hội được tham gia chương trình Mentor 6. Và một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị ở trong phòng Zoom đã chứa đựng Tuyền ngày hôm nay. Rất là biết ơn cô Bích Nga đã cho Tuyền có cơ hội được chia sẻ. Dạ biết ơn chị Thanh Tuyền. Dạ Bích Nga xin phép được chia sẻ lại với cả nhà mình, có thể là các anh chị mình mới vô á nên chưa
chưa có biết lớp mentor là lớp gì với cả nhà. Thì chương trình của chúng ta, lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, là lớp học gốc của tổ chức WAT, và lớp học này là học phí tùy tâm. Và các anh chị, khi mà các anh chị có sự chuyển hóa và mong muốn được trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm để có thể là chia sẻ được tri thức giống như thầy, thì chúng ta có thể là đăng ký vào lộ trình mentor. Thì lộ trình này là thầy đang đài thọ hoàn toàn học bổng. Dạ, chương trình sẽ học từ lúc 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi sáng. Và hiện tại là đang có chương trình Mentor K05. Thì chương trình sắp tới là Mentor K06. Thì có một sự đột phá lớn là có thể chúng ta sẽ nhận một số lượng 10.000 người trong lộ trình Mentor K06. 10.000 người nha cả nhà nghe không nhầm đâu. Thì trong khóa K26 này thì chị Thanh Tuyền và một số anh chị nãy giờ chia sẻ là mong muốn được vào khóa K26 đó. Thì sắp tới là khi mà có link phỏng vấn thì chúng ta có thể đăng ký. Dạ, chỉ còn 2 phút nữa là thầy sẽ lên giao lưu cùng với cả nhà, cho nên là bây giờ chúng ta có thể là giúp đỡ Bích Nga mình kiểm tra lại micro rồi camera, mình có thể mình bật mic và mình bật cam lên để mà tương tác với thầy trong quá trình học tập. Và các anh chị giúp đỡ Bích Nga, chúng ta chỉ cần chú ý trang phục của mình khi mà mình hiện diện trên Zoom á, rất là nhiều người sẽ nhìn thấy, nên chúng ta chỉ cần ăn mặc lịch sự một chút xíu thôi, chứ nhiều khi mình nóng quá cái mình mặc đồ hơi mát mẻ cả nhà thì nó cũng hơi kỳ. Và nếu mà chúng ta đi vệ sinh á, cả nhà giúp đỡ Bích Nga là mình tắt camera. Dạ, chứ nhiều khi mình nghe tri thức mình cuốn quá cả nhà, mình cũng rinh vô toilet luôn cái mình quên tắt cam. Có trường hợp đó xảy ra cả nhà, nên chúng ta lưu ý nha. Và các chị giúp đỡ Bích Nga là mình có thể chuẩn bị sẵn nước uống và thức ăn trên bàn để trong quá trình học tập á, chúng ta có một nội tâm thoải mái nhất có thể để bước vào lộ trình thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui K28 mà. Bây giờ Bích Nga thấy thầy đã xuất hiện rồi á cả nhà, nên Bích Nga xin phép được mời thầy lên và mời tất cả các anh chị chúng ta cùng bật micro lên để chào thầy. Dạ, em xin mời Cô Bích cô. Nga, cô Bích Nga, cô Bích Nga, em chào thầy, chào cô, chào thầy, em chào thầy, Thầy chào cả nhà. Thầy chào cả nhà, chào cả nhà, chào thầy, chào cả nhà, chào cô Bích Nga, cô Bích Nga, em chào thầy, chào thầy, chào cô Bích Nga, chào thầy, chào cô. Em xin phép em tắt mic nha, nó hơi hơi ồn một tí. Dạ. Rất là biết ơn các anh chị đã dành thời gian của mình để có mặt trong chương trình của chúng ta. À, chương trình thì là một lộ trình diễn ra trong 21 buổi. Bắt đầu từ khoảng 6 giờ đến khoảng 10 giờ thì chúng ta kết thúc chương trình trong mỗi buổi tối. Chương trình này thì chúng ta đã diễn ra cũng nhiều năm rồi. Đối với mặt online thì chúng ta đã có mặt khóa này là khóa K28. Còn rất là biết ơn những người thân yêu của các anh chị đã giới thiệu các anh chị vào đây để tham gia một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Còn xin viết cái từ đó nghe cả nhà. Đó là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm diễn ra trong 21 buổi. Rất là biết ơn các anh chị là học viên trước đây, học viên khóa trước đã giới thiệu các anh chị vào đây. Biết ơn người thân yêu của các anh chị đã dành mọi thời gian để chăm sóc, hỗ trợ cho chúng ta có được một cái lộ trình như thế này. Lộ trình này á, chúng ta được xây dựng dựa trên một cái hình tượng như thế này cả nhà. Các anh chị có thể
vẽ lên giúp Toàn. Đó là các anh chị có một vẽ một cái người được bao bọc xung quanh một cái kén. Cái kén này sâu dày đến mức mà nó tới nhiều lớp lắm. Ở đây Toàn xin phép vẽ tượng trưng 6 màu sắc khác nhau để đại diện cho các lớp của các kén này. Dạ. Anh chị có nhiều màu sắc á, anh chị có thể giúp Toàn, anh chị vẽ vào. Dạ. Màu sắc. Và lộ trình này với một cái mục tiêu là làm sao thiết kế để cho cái người trong đây nè, bứt phá ra và có một cái sự chuyển hóa. Có một cái sự chuyển hóa. Bản thân người này á sẽ lớn lên, cơ thể to lên, tay chân bự lên, cơ thể mọc rốn, mắt à. Lộ trình này với một cái mục tiêu đó là làm sao cho chúng ta bứt phá từ bên trong của chúng ta, lớn hơn chúng ta ngày hôm trước thôi. Tại vì khi một con người á muốn có sự chuyển hóa hay thay đổi thì thông thường á họ sẽ trải qua đau khổ, trải qua khó khăn thì họ mới có sự chuyển hóa. Nếu sự đau khổ không làm cho họ thay đổi thì sự đau khổ lớn hơn sẽ đến, sẽ thúc ép để cho họ có sự thay đổi. Nếu sự đau khổ lớn hơn đến mà họ không thay đổi nữa thì có thể sự đau khổ khủng khiếp đến để làm sao để kích hoạt cho họ, để cho họ có sự thay đổi. Còn nếu sự đau khổ khủng khiếp mà không làm cho họ thay đổi thì có thể sự mất mát sẽ đến, sẽ làm cho cái người đó, ép cái người đó phải phải thay đổi. Vậy thì lộ trình 21 buổi này, lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm này với kỳ vọng đó là làm sao thay vì chúng ta sẽ trả giá cho sự đau khổ, cho sự mất mát thì chúng ta sẽ chuyển hóa và thay đổi luôn, không cần phải trả giá cho điều đó, thông qua chúng ta bứt phá từ trong cái kén này ra. Hay nói cách khác, chúng ta vì tình yêu thương của bản thân mình, vì tình yêu thương của những người thân yêu kỳ vọng chúng ta vào đây để có sự chuyển hóa thì chúng ta dùng nó để có sự chuyển hóa thay đổi này. Thiết kế chương trình rất là đơn giản cả nhà. Chương trình này với một cái mục tiêu là giúp đỡ cho chúng ta xóa đi rào cản hạn chế tự nhận thức thôi. Toàn xin phép Toàn lặp lại. Chương trình này được thiết kế là để giúp cho chúng ta xóa đi rào cản hạn chế tự nhận thức. Hạn chế tự nhận thức. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm được thiết kế trong 21 buổi là để hỗ trợ cho chúng ta xóa đi rào cản hạn chế tự nhận thức. Hạn chế tự nhận thức của một con người có, họ hạn chế rằng là bản thân mình là một con người bình thường, hay còn gọi nó là gì? Tầm tượng hóa bản thân của mình. Đây là một trong những rào cản hạn chế rất đặc biệt, tầm thường hóa bản thân. Rào cản thứ hai mà con người thường hay mắc phải đó là họ sợ bị thất bại. Sợ thất bại.
bên cạnh đó là sợ chỉ trích phê bình, sợ bị chỉ trích phê bình. Cảm thấy mình thiếu điều kiện để làm bất kỳ điều gì. Thiếu điều kiện. Cảm thấy là mình thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Và thiếu tầm nhìn tương lai. Thiếu tầm nhìn tương lai. Lộ trình 21 buổi nâng tầm nhận thức nội tâm là được thiết kế ra để xóa đi các hạn chế tự nhận thức của một người. Làm sao trong suốt lộ trình này chúng ta được một điều, đó là chúng ta xóa đi các rào cản hạn chế tự nhận thức này. Để từ đó con người chúng ta bứt phá ra, chúng ta lớn lên. Và thiết kế chương trình dựa trên một cái nền tảng, đó là tự thân chúng ta có sự bứt phá. Tại vì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta muốn cái trứng gà tác động từ bên ngoài vào, nó sẽ trở thành thức ăn. Nhưng mà nếu tác động từ bên trong ra thì là sinh mệnh. Nên chương trình được thiết kế dựa trên cái nền tảng là làm sao cho các anh chị tự bứt phá từ chính bên trong nội tâm của các anh chị và hỗ trợ cho chúng ta xóa đi cái rào cản tự nhận thức này. Các chuyên gia ví các rào cản tự nhận thức này giống như một cái sợi xích, xích vào một cái quả tên lửa, quả cái bệ phóng tên lửa. Thì người ta hình dung là sáu rào cản này, sáu cái xích này là móc vào sáu cái bệ phóng, sáu cái xích đó móc vào cái bệ phóng của tên lửa. Thì khi tên lửa được khởi động mà bay lên, thì nếu một người nào đó cắt sáu sợi xích này, thì ngay tức khắc là tên lửa sẽ phóng lên không trung. Thì các chuyên gia họ ví von cái việc mà chúng ta xóa đi rào cản nhận thức này, thì con người mình sẽ vượt thoát chính bản thân mình và trở nên lớn hơn so với bản thân mình ngày hôm trước, và từ 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 ngày càng mình có sự chuyển hóa theo chiều hướng tốt hơn. Thì dựa vào điều đó mà chúng ta đã thiết kế cái chương trình để làm sao cho các anh chị có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm của chúng ta, để chúng ta xóa đi rào cản hạn chế tự nhận thức, để các anh chị lớn hơn so với ngày hôm trước. Nên lộ trình này đòi hỏi chúng ta phối hợp, nó là một lộ trình. Nên ngày thứ nhất học nó sẽ liên quan đến ngày thứ hai, ngày thứ hai học liên quan ngày thứ ba học, thì nó liên quan ngày thứ nhất thứ hai, ngày thứ tư học thì nó sẽ liên quan tới ngày thứ nhất thứ hai thứ ba. Nên toàn kỳ vọng chúng ta có mặt ở đây tham gia trọn vẹn lộ trình. Tại vì khi các anh chị có buổi tối, các anh chị có thể theo dõi mà không kịp, thì các anh chị có thể vào trang chuyên trang của tổ chức Telegram của tổ chức á, các anh chị có thể nghe ghi âm lại. Tại chúng ta có ghi âm, có chụp hình những slide như thế này để lên trên đó để cho các anh chị nghe lại. Thì làm sao các anh chị nghe và thấu suốt nó, cái tới buổi hôm sau chúng ta đi tiếp. Các anh chị học rồi nhưng các anh chị cũng muốn nghe lại nữa, thì các anh chị giúp đỡ Toàn là các anh chị hoàn toàn có thể nghe đi nghe lại để thấm nhuần hơn ngày hôm trước. Ngày hôm sau vào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tốt hơn. Chương trình này thiết kế dựa trên nền tảng tự bản thân cái sự bứt phá của các anh chị á, nên các anh chị giúp đỡ Toàn thoải mái nhất có thể. Các anh chị đang học, các anh chị cũng có thể ăn, các anh chị cũng có thể chơi vui chơi giải trí, thuận duyên thì viết bài, không tượng viên duyên thì thôi, nhưng mà tinh thần học tập thì phải tương đối thoải mái.
ngay cả các anh chị ngủ, các anh chị cũng có thể để cái Zoom đó, tới khi nào thức dậy thì tắt Zoom sau. Nhưng mà nếu ngủ mà các anh chị vẫn để, và với một cái mong muốn rằng mình sẽ có sự chuyển hóa, thì Toàn cam kết sự chuyển hóa của các anh chị dù các anh chị ngủ. Tại vì nhiều khi ngủ chập chờn đó, thì nội dung đoạn nói chuyện nó sẽ vào tiềm thức các anh chị hơn nữa, nên chúng ta không có ngại. Còn nếu ai học đọc hăng say được ghi chép thì Toàn chúc mừng các anh chị. Nên ai tắt cam thì các anh chị cứ thoải mái tắt cam. Nhưng mà nếu anh chị nào mở cam và tương tác thì màn hình của Toàn cũng có nhiều cái màn hình trước mặt á, thì Toàn sẽ nhìn thấy các anh chị đang làm gì, đang học tập kiểu sao. Thì nếu cho anh chị cho Toàn nhìn các anh chị thì Toàn chứa đựng sự chuyển hóa của các anh chị hơn. Còn nếu không có thì các anh chị ngủ cũng có thể chuyển hóa được. Đó là mục tiêu và ý nghĩa của việc chúng ta tổ chức cái chương trình này, đó là xóa đi rào cản tự nhận thức để chúng ta lớn hơn, chuyển hóa tốt hơn. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái lộ trình hơn nữa. Và một lần nữa thì Toàn chúc mừng các anh chị vì các anh chị có mặt ở đây, và Toàn cũng chúc mừng bản thân mình bởi vì trong lộ trình chuyển hóa của các anh chị thì Toàn lại có cơ hội tham gia vào một lộ trình chuyển hóa trọn đời của các anh chị. Lớp học của chúng ta nhìn thì hình tướng rất là đơn giản là 21 buổi, nhưng mà một lần học tập trọn đời chuyển hóa. Nên Toàn biết ơn vì các anh chị cho Toàn cơ hội tham gia vào một lộ trình chuyển hóa trọn đời của các anh chị trong 21 buổi này. Nên chúng ta tri ân điều đó bằng một tràng pháo tay nha các anh cả nhà. Chúng ta tri ân điều đó bằng một tràng pháo tay. Dạ. Toàn vừa tri ân các anh chị vì các anh chị đã vào đây để tham gia một cái lộ trình chuyển hóa. Vừa tri ân vì đích thân Toàn, bản thân Toàn cũng có cơ hội nhúng mình vào sự chuyển hóa của các anh chị. Nên đây là một cái giây phút cực kỳ quan trọng và Toàn rất là trân quý giây phút này. Nên thời gian chúng ta sẽ làm việc với nhau rất là nghiêm túc, nhưng tinh thần học tập thì an vui thoải mái, được không ạ? Thời gian thì mới vào nên là Toàn cũng chưa mở mic cho các anh chị tương tác sâu sắc. Nhưng mà nhiều khi tới cuối thì Toàn sẽ tạo điều kiện cho các anh chị giao lưu, nói chuyện để làm sao chúng ta tương tác giao lưu với nhau. Thì cứ ngày mỗi ngày trôi qua là một lộ trình. Chúng ta bắt đầu vào lộ trình của chúng ta nghe các anh chị. Đầu tiên để các anh chị có thể bước vào một lộ trình thấu hiểu nội tâm, nâng tầm nhận thức nội tâm để xóa đi các rào cản tự nhận thức, thì các anh chị giúp đỡ Toàn nhớ một cái hình tượng này giúp Toàn. Các anh chị giúp đỡ Toàn có một cái hình tượng này. Các anh chị vẽ giúp Toàn một cái con thuyền á. Dạ. Các anh chị vẽ giúp Toàn một con thuyền. Các anh chị vẽ xong, các anh chị viết chữ thuyền vô là người ta biết chúng ta đã vẽ thuyền liền rồi cả nhà. Toàn vẽ con thuyền. À. Dạ. Ừ. Cái hình tượng đầu tiên mà Toàn xin phép các anh chị, Toàn vẽ ra để cho các anh chị lưu giữ nó. Đây là một hình tượng rất là quan trọng trong bước đường nâng tầm nhận thức nội tâm của chúng ta. Dạ. Đây, các anh chị vẽ giùm Toàn một con thuyền. Ừ.
Con thuyền này dòng nước chảy nó hơi xiết một chút, nó nghĩa là chảy hơi nhanh đó. Rồi. Tiền này thì cũng có người chèo lái cả nhà. Tiền này cũng có người chèo lái. Dạ. Rồi, đây là hình tượng con thuyền. Con thuyền thì chúng ta con thuyền mong muốn di chuyển từ điểm A đi đến điểm B, và dòng nước á, có những cái tình huống xảy ra đó là dòng nước á có thể thuận theo hướng của thuyền, thuận theo hướng của thuyền, thuận theo chiều mà đi di chuyển của thuyền, có thể dòng nước ngược với hướng của thuyền. Dạ. Trước khi chúng ta bắt đầu vào lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, thì Toàn cùng với các anh chị xác lập một cái nhận thức rất là quan trọng. Và Toàn biết các anh chị đều biết điều đó. Nhưng mà Toàn mong muốn hỏi các anh chị để anh chị, để chúng ta cùng xác lập lại cái nhận thức này. Để chúng ta những bước đi trước đây chúng ta sẽ đơn giản để thấu hiểu nội dung của chương trình của chúng ta. Có một chiếc thuyền mong muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B. Có những tình huống sau đây xảy ra. Thứ nhất là dòng nước á, thuận với chiều di chuyển của thuyền. Thì theo các anh chị, nếu dòng nước thuận chiều di chuyển của thuyền, nếu dòng nước thuận chiều di chuyển của thuyền, thì dù không có người chèo lái, thì khả năng thuyền cũng có thể di chuyển tới đích không ạ? À? Di chuyển đến điểm B không cả nhà? Nếu dòng nước thuận chiều di chuyển của thuyền ạ, khả năng thuyền có khả năng di chuyển đến đến điểm B không ạ? Dạ, có khả năng di chuyển. Nếu mà có người cầm lái nữa, cộng với có động cơ nữa thì sao ạ? Nếu có người cầm lái mà có động cơ nữa thì sao cả nhà? Nếu có người cầm lái và có động cơ thì thuyền sẽ di chuyển rất là nhanh để tới đích. À, này chúng ta xác lập lại một cái hình tượng nha. Có một con thuyền di chuyển trên một dòng sông, mong muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B, thì dòng nước thuận chiều với chiều di chuyển của thuyền, rồi lại có người cầm lái và có động cơ nữa thì sẽ đi rất nhanh đến đích. Nếu không người cầm lái và cũng không có động cơ thì có thể thuyền cũng cũng sẽ đến đích, đúng không ạ? Nhưng nếu bây giờ thuyền muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B nhưng mà dòng nước lại ngược chiều di chuyển với thuyền, thì theo các anh chị lúc đó không người cầm lái chèo lái và không có động cơ nha, thì theo các anh chị không người chầm kèo lái và không có động cơ, thì theo các anh chị thì thuyền di chuyển sao ạ? Thuyền di chuyển sao cả nhà? Thuyền sẽ không đến đích được và sẽ đi lùi lại. Nhưng mà nếu trường hợp có người cầm lái, nếu trường hợp có người cầm lái và có động cơ thì khả năng sao cả nhà? Khả năng sao ạ? Khả năng thuyền vẫn có thể đến đích, nhưng mà hơi gian truân hơn một chút xíu.
đến chậm hơn so với thời thuyền cái dòng nước thuận chiều. Còn nếu mà không có người cầm lái và không có động cơ thì con thuyền sẽ lênh đênh trên dòng nước mà không có biết điểm đến là đâu. Vậy thì từ hình tượng này chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của con người chúng ta. Chúng ta liên tưởng đến cuộc đời con người chúng ta. Nếu ví cuộc đời của một con người như một chiếc thuyền trên dòng nước thì chúng ta bắt đầu quan sát lại xã hội này coi bản thân có phải chúng ta muốn có điều gì, muốn chinh phục điều gì trong cuộc sống. Thì các anh chị có để ý là mình không phải đơn giản để có nó không ạ? Và 100 người thì đâu đó có một vài người có thể cuộc sống thong dong trong cuộc đời, còn lại muốn chinh phục bất kỳ điều này gì cũng rất là khó khăn. Nên đời người sanh ra thì người ta đã thấy khó khăn gian truân, là phải nỗ lực rất nhiều thì mới thể có được những gì mình mong muốn. Tại nhiều thời gian như vậy toàn trăn trở và toàn đi tìm lời giải cho cái câu nghi vấn đó. Thì cuối cùng chúng ta toàn lại có cơ hội tiếp xúc với một số cao nhân. Họ chỉ điểm đơn giản lắm các anh chị. Nếu con thuyền trên một dòng nước, ví đời người như một dòng nước nên cho trên con thuyền, thì quy luật và nguyên lý, quy luật nguyên lý quy luật và nguyên lý quy luật và nguyên lý Nếu một người sống mà thuận theo quy luật và nguyên lý á, thì các cao nhân chỉ điểm giống như mình có một con thuyền đi thuận dòng. Còn nếu mà sống ngược cái quy luật và nguyên lý thì đời người giống như là một con thuyền đi ngược dòng. Nếu chúng ta thống thống thuận quy luật và nguyên lý thì giống như con thuyền đi thuận dòng. Nếu có người chèo lái, chúng ta chèo lái lại cuộc đời và có động cơ để bước đi thì chúng ta sẽ đi nhanh và đi rất là nhiều nơi. Còn nếu ai đó sống mà ngược với những quy luật và nguyên lý thì y như rằng cuộc đời của một con người sẽ đi ngược dòng nước, giống như con thuyền đi ngược dòng nước, và chúng ta phải có một động cơ rất là mạnh mẽ và phải rất là nghiêm túc chèo lái cuộc đời của mình thì mới có cơ may có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thì sau khi vừa nghe tức khắc cao nhân chỉ điểm, những chuyên gia cao nhân chỉ điểm cho chúng ta điều này thì toàn cảm giác được đời người sao ạ? Bắt đầu đơn giản. Nếu chúng ta thuận theo quy luật và nguyên lý để sống thì cuộc đời của một con người thật sự bước đi ngày càng thong dong. Cuộc đời của một con người bước đi sẽ ngày càng thong dong. Cuộc đời của một con người bước đi sẽ ngày càng thong dong khi chúng ta sống thuận quy luật và nguyên lý. Nếu lấy hình tượng cuộc đời của con người như một con thuyền trên một dòng nước. Còn mượn hình tượng này để nói cho chúng ta rằng là cuộc đời chúng ta không phải khó khăn như chúng ta nghĩ đâu. Cuộc đời chúng ta có phải chăng là ngày xưa giờ mình đi đi ngược dòng nên mình gian truân hơn chút xíu và khó khăn hơn chút. Và ngày hôm nay rất là biết ơn các anh chị có mặt ở đây để cho Toàn cũng như Quýt và các thầy cô có một cái cơ hội để nói cho các anh chị biết những cái quy luật và nguyên lý chi phối cuộc đời của một con người như thế nào, để từ đó chúng ta có thể thuận dòng theo cái dòng nước để
cuộc đời chúng ta thông dong hơn. Và đó là lý do lớp học của chúng ta diễn ra hàng tháng thì cũng rất là nhiều anh chị đến đây học tập, và từ từ cuộc sống trở nên an vui hạnh phúc hơn mà họ mời các anh chị đến đây để tham gia chương trình này. Thì rất là biết ơn vì các anh chị đã có mặt ở đây, tại vì cho Toàn cái cơ hội truyền đạt lại những tri thức của mặt cao nhân đã chỉ điểm cho Toàn. Và một trong những cái quy luật và nguyên lý rất quan trọng để chi phối cuộc đời của một con người, đặc biệt là quy luật chi phối cuộc đời của con người, đó là quy luật về về nhân quả. Quy luật về nhân quả. Quy luật về nhân duyên. Nhắc đến nhân quả của một con người á thì có nhân quả của thế giới quan, nhân quả của thế giới quan, có nhân quả của vũ trụ quan, và nhân quả của nhân sinh quan. Trong khuôn khổ của chương trình này, trong khuôn khổ của chương trình này thì chúng ta không bàn về nhân quả của thế giới quan cũng nhân quả của vũ trụ quan. Bởi vì đối với nhân quả của vũ trụ quan thì hiện nay các tôn giáo tín ngưỡng làm rất tốt rồi. Họ nói bây giờ theo tôn giáo tín ngưỡng gì thì con người mất đi sẽ đi về đâu. Đối với nhân quả của thế giới quan thì chúng ta quản trị rất tốt, khoa học quản trị rất tốt. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn ăn một cái cây xoài đi. Muốn ăn một cái cây xoài. Muốn ăn một cái trái xoài ngon. Trong quá trình chúng ta ăn một cái trái xoài nào đó, chúng ta nói ô sao trái xoài này ngon quá vậy? Giống gì vậy? Cây xoài này là loại giống gì? Cái sau đó các anh chị muốn trồng nó, bắt đầu các anh chị đi tìm kiếm giống đó. Sau đó các anh chị bắt đầu coi điều kiện sống như sao, các anh chị gieo trồng cái hạt mầm đó, tưới nước bón phân cho cái cây đó nó to lên, cái dần dần cho nó ra trái và chúng ta thừa hưởng được cái tinh túy là chúng ta có trái để ăn. Chúng ta muốn xây một cái ngôi nhà là chúng ta nhân không? Mong muốn xây một cái ngôi nhà. Sau đó chúng ta mới thiết kế nè, mới cho người thi công, cái từ 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 xong cái cho ra căn nhà. Thì chúng ta quản trị từ khi bắt đầu mong muốn có căn nhà tới khi có kết quả căn nhà là chúng ta đã quản trị được cái nhân quả của chúng ta về thế giới quan. Nhưng mà hiện nay nhân quả về nhân sinh quan á thì chúng ta không để ý cái này. Ví dụ như kết hôn thì chúng ta không có quản trị được hôn nhân, đúng không ạ? Ai ở đây có để ý là trong hôn nhân, giáo dục con cái, hôn nhân gia đình rất khó quản trị cái nhân quả không? Mình toàn xin phép các anh chị toàn vẫn dùng cái từ khó trong giai đoạn đầu của lộ trình này một chút xíu, hay là không có đơn giản để quản trị không ạ? Các anh chị có để ý không? Có để ý là nhân quả trong cái hôn nhân gia đình, giáo dục con cái không có đơn giản để quản trị không ạ? Không đơn giản để quản trị. Mối quan hệ xã hội giữa con người với con người không đơn giản để quản trị. Không đơn giản để quản trị có nghĩa là chúng ta không quản trị được nhân quả trong mối quan hệ con người với con người một cách tốt nhất. Sức khỏe của con người chúng ta có để ý là không phải ai cũng có thể quản trị được sức khỏe không? Vậy thì có nghĩa là nhân quả bên mảng sức khỏe hay sao ạ? Chúng ta chưa quản trị được. Không phải ai cũng có thể quản trị được nội tâm của mình an vui, hạnh phúc, xuyên suốt được. Vậy thì sao ạ? Chúng ta cũng không có đơn giản.
chúng ta cũng không có đơn giản để quản trị. Và đặc biệt nè, về công ăn việc làm, tài chính, cuộc sống cá nhân của chúng ta, về mọi cái, có phải chúng ta cũng có lúc có lên có lúc xuống, và chúng ta cũng không có đơn giản để quản trị đó. Vậy thì hiện nay nhân quả về nhân sinh, rất người ít người hướng dẫn cho chúng ta sao ạ? Cái cách quản trị nhân quả của nhân sinh. Vậy thì phải chăng chúng ta đi không có phù hợp với quy luật nhân quả trong nhân sinh? Có nghĩa là chúng ta không thuận được cái quy luật nhân quả trong nhân sinh. Vũ trụ quan thì thế giới quan thì xin phép các anh chị ha, trong lộ trình này chúng ta không có đề cập đến hai cái này ngay cả nhà. Bởi vì trong lộ trình thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui thì chúng ta đề cập chính là nhân sinh quan. Vậy thì quy luật nhân quả và nhân duyên trong nhân sinh đó, thì hiện nay đa phần chúng ta sao ạ? Chúng ta không có quản trị được nó. Nguyên nhân là một phần nào đó chúng ta chỉ mong muốn gặt quả thôi, chứ chúng ta không có chú ý vào nhân duyên gì để cho ra cái quả đó. Đối với quy luật nhân quả của thế giới quan thì chúng ta rất chú ý. Chúng ta muốn xây nhà, chúng ta biết chúng ta làm gì. Nhưng mà một người bắt đầu kết hôn thì hàng ngày kỳ vọng là hôn nhân hòa hợp hạnh phúc, nhưng rất ít ai biết chính xác rằng làm điều gì để có được nó. Ai cũng mong muốn mình khỏe, nhưng mà ít ai biết chính xác rằng là chúng ta làm điều gì thì để có một cái sức khỏe tốt nhất. Nên hiện nay có phải chăng là chúng ta bắt đầu từ quả chính, nên chúng ta chưa có chú ý đến nhân và duyên, nên là nhân quả nhân sinh chúng ta chưa có quản trị tốt. Và lộ trình nâng tầm nhận thức này thì Toàn xin phép các anh chị, đây là một cái lộ trình có thể nói là một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả, để làm sao chúng ta có thể có được nhân tốt. Cái cộng với duyên lành thì cho ra là bằng cái quả như ý. Toàn có hứa với các anh chị K27 á, khóa vừa rồi các anh chị học tốt quá, thì Toàn xin phép cộng đồng là trước đây thì chúng ta chỉ đặt mục tiêu là cho các anh chị thấu hiểu nội tâm và kiến tạo được cái cuộc sống an vui. Nhưng mà khi cộng đồng master, cộng đồng mentor học tập thời gian qua và có được một lực lượng các anh chị đồng hành cùng Toàn để hỗ trợ cho các anh chị trong cộng đồng, nên Toàn xin phép, Toàn đẩy lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Đơn thuần là các anh chị thấu suốt một vài cái khía cạnh về nội tâm để có cuộc sống an vui, thì Toàn đẩy lên một cái chương trình cao hơn nữa. Đó là một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả. Thì Toàn đã được sự đồng thuận của các anh chị K27 khóa trước. Nhưng mà Toàn cũng không biết là các anh chị ở các khóa K28 này các anh chị mong muốn điều gì. Nhưng Toàn cũng thông báo với các anh chị rằng trong K28 này là một ca mà chúng ta hỗ trợ cho các anh chị thấu suốt nhân duyên quả. Đối với sứ mệnh của một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm thì sẽ giúp cho con người thấu suốt nhân duyên quả, giúp cho con người thấu suốt nhân sinh, giúp cho con người trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, giúp cho con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là bảy sự giàu toàn diện: giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và cả cả giàu vật chất.
Thì trong cái lộ trình đó, lớp học của chúng ta sẽ trải qua những cái chương trình từ lớp nội tâm đi đến lớp mentor, là chúng ta tặng học bổng cho lộ trình 8 tháng, tới lớp master lộ trình 8 tháng sau đó, và lớp hậu master làm lộ trình đó là đào tạo ra những con người chuyên đào tạo mentor. Thì ngày xưa tới giờ 21 buổi này, thông thường thì chúng ta sẽ học 4 khóa, 5 khóa gì đó, chúng ta mới có thể thu hút một phần nào đó nhân duyên quả. Nhưng mà phước báo thai là các anh chị mentor 5, mentor 4, những anh chị này đã học tập và đang trong một lộ trình của sự trưởng thành rất tốt. Thì toàn xin phép các anh chị toàn đẩy cái lộ trình của chúng ta lên. 21 buổi này là 21 buổi, một cái lộ trình để thấu suốt nhân duyên quả. Một lộ trình mà làm sao để chúng ta có thể kiến tạo được cái nhân tốt, làm sao chúng ta bồi dưỡng được trong con người mình cái nhân tốt, và làm sao để chúng ta có được duyên lành và chúng ta gặt quả như ý. Nếu làm được K28 này mà làm tốt, chúng ta làm cái khóa K29 tốt hơn. Và cứ như vậy đẩy lên một cái lộ trình, tới một ngày nào đẹp trời, bất kỳ ai trong số các anh chị giới thiệu một cái ai đó vào đây, thì chỉ cần 21 buổi là họ có thể thấu suốt được nhân duyên quả của cuộc đời, và từ đó họ họ sống thuận theo quy luật nhân duyên và nhân quả của nhân sinh, thì cuộc đời về nhân sinh của họ sẽ cực kỳ đơn giản. Thì đó là tâm nguyện rất lớn của cộng đồng chúng ta mà kỳ vọng Toàn làm trong chương trình này. Nên các anh chị giúp đỡ Toàn, cùng với Toàn phối hợp làm sao rất là thoải mái, rất là an vui, để chúng ta có thể thấu suốt cái lộ trình này. Được không ạ? À? Các anh chị đồng hành cùng Toàn ha. Tại vì đối với nhân quả của cuộc đời một con người, ngay cả khoa học họ cũng đánh giá rất cao cái quy luật nhân quả chi phối đời người. Ngay cả đời sống thông thường dân gian thôi, người ta cực kỳ tôn trọng nhân quả. Một đất nước pháp luật được tạo ra là để thực thi nhân quả. Nhưng mà ngặt nỗi cái nhân quả của nhân sinh là liên quan tới việc mình nhân gì cần có để có quả như ý trong cái cuộc sống, từ nội tâm của mình có được cuộc sống an vui hạnh phúc, đến sức khỏe, đến sắc đẹp, đến mối quan hệ con người trong hôn nhân, giáo dục con cái, đến mối quan hệ con người trong trong xã hội, đến việc chúng ta có được cái cuộc sống như thế nào. Thì thông thường thì hiện nay chúng ta chưa quản trị được toàn diện cái này, bởi vì mình cũng không biết nhân gì được gọi là nhân tốt, duyên như thế nào được gọi là duyên lành, quả gì được gọi là quả như ý. Nhưng mà trong đầu mình chỉ có muốn quả tốt thôi à, không có để ý, có thể không để ý đến nhân và duyên. Nên có những câu nói là gợi mở cho chúng ta, nhắc nhớ cho chúng ta, đó là chúng sinh đó thì luận quả, Bồ Tát luận nhân. Có nghĩa là những bậc giác ngộ họ làm bất kỳ điều gì thì họ bắt đầu từ nhân mà làm. Chúng kỳ vọng sẽ gặp quả nhưng mà họ quy về nhân. Nhưng mà thông thường một con người thì hàng ngày chỉ tập trung vào muốn nhận quả, nhưng mà mình lại quên là gì, cần có nhân gì, duyên gì. Vậy thì Toàn xét thấy việc cho con một người nào đó thấu suốt nhân duyên quả là một việc làm rất quan trọng. Nhưng mà hạn chế nhận thức của cá nhân Toàn, Toàn cũng có hạn chế nhận thức về điều này. Đó là Toàn nghĩ thì 21 buổi trôi qua thì cho các anh chị thấu hiểu một cách đơn giản thôi. Có ai đó mong muốn sâu hơn thì trong lộ trình mentor, master thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các anh chị. Nên Toàn thường hay đẩy một cái lộ trình thấu suốt nhân duyên quả vào lộ trình của mentor. Nhưng mà nếu 21 buổi này chúng ta làm được thì Toàn sẽ đẩy lộ trình của mentor thành thấu suốt nhân sinh. Để cho các anh chị có nền tảng thấu suốt nhân duyên quả rồi, sau đó thì các anh chị vào lộ trình mentor là thấu suốt nhân sinh luôn, kèm theo một lộ trình tưởng thành tận cùng của chúng ta. Nên K28 này chúng ta cùng với nhau
học tập, cùng với nhau trưởng thành, cùng với nhau tìm hiểu để chúng ta làm sao thấu suốt được nhân duyên quả như lời hứa của Toàn ở K27 được không cả nhà? Mình làm hết mình thôi, còn các anh chị hấp thụ tới đâu chúng ta sẽ đi tới đó tiếp ha. Được hen cả nhà, mình làm hết mình nhưng mà các anh chị hấp thụ tới đâu thì chúng ta sẽ làm tới đó. Dạ dạ rất là biết ơn cả nhà ha. Vậy thì nguyên một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả này là để cho chúng ta sống thuận lợi quy luật của nhân duyên và nhân quả. Còn nói lại ha, lộ trình thấu suốt nhân duyên quả của chúng ta là để chúng ta sống thuận lợi quy luật nhân duyên và nhân quả của cái gì ạ? À? Của cái gì cả nhà? Có ba cái: nhân duyên, nhân quả, của gì? Của nhân sinh. Nhớ là chúng ta đủ tư cách và vai trò để làm về nhân duyên nhân quả của nhân sinh đây, chứ chúng ta không có đủ tư cách và vai trò của nhân duyên và nhân quả của vũ trụ quan và thế giới quan, nên chúng ta chỉ kỳ vọng chúng ta thấu suốt nhân duyên nhân quả của nhân sinh được không cả nhà? Ha. Vậy thì để làm sao làm được điều này thì chúng ta cùng với nhau tìm hiểu về một số nguyên lý để chúng ta phối hợp nhau trong lộ trình này. Nè, toàn xin phép các anh chị. Dạ. Toàn xin phép các anh chị ha. Một trong những nguyên lý đầu tiên mà chúng ta cần nắm bắt á, để chúng ta có thể đi một cái lộ trình này xuyên suốt luôn, đó là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Đây là một cái nguyên lý rất là quan trọng trong lộ trình của chúng ta sống. Trong cái cuộc sống của đời người thì chúng ta cần chú ý đến nguyên lý này. Ví dụ như chúng ta có một cái căn phòng tối đi. Toàn xin phép các anh chị toàn đặt cái tại đây là chữ phòng tối. Còn đặt đây là phòng tối. Một nếu có một cái căn phòng tối thì chúng ta kỳ vọng phòng này nó sẽ sáng. Có nghĩa là ai đối diện với một cái căn phòng tối thì mong muốn phòng này sáng lên. Thì chúng ta có thể làm gì? Ngay tức khắc các anh chị sẽ nói là gì ạ? À? Chúng ta đưa ánh sáng vào đúng không ạ? À? Đưa ánh sáng vào để cho căn phòng này sáng lên. Nhưng mà nếu theo cái nhị nguyên á, theo nhị nguyên thì ánh sáng và bóng tối là nó đối lập với nhau. Khi có sự xuất hiện của sự tồn tại của xuất hiện của bóng tối thì không có sự xuất hiện của ánh sáng. Còn nếu ánh sáng xuất hiện thì sao ạ? À? Bóng tối nó sẽ tan biến. Nên cũng có một số giải pháp rằng trên lý thuyết rằng là chúng ta lấy bóng tối đi, lấy bóng tối ra, lấy nếu lấy được hết bóng tối thì khả năng sao ạ? À? Ánh sáng cũng nó cũng tràn về. Nếu có căn phòng tối thì ngay tức khắc chúng ta muốn phòng sáng thì chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào. Đây coi như là giải pháp số 1 đi. Và giải pháp số 2 là chúng ta sẽ lấy bóng tối ra. Tại vì nhị nguyên mà, nhị nguyên là một cái thuật ngữ, một cái khái niệm chỉ về hai mặt đối lập. Ánh sáng với bóng tối. Đúng sai. Tốt xấu. Thì nếu có sự xuất hiện của ánh sáng thì bóng tối nó sẽ tan biến, và bóng tối mất đi thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện.
Thì để làm được điều đó, để làm sao để hiểu được điều đó đó, để làm sao cho căn phòng sáng, thì chúng ta có thể lấy ánh sáng đưa vào hoặc là chúng ta lấy bóng tối ra. Thì nếu giải pháp như thế này thì chúng ta chọn giải pháp nào cả nhà? Chúng ta sẽ chọn giải pháp nào thì nó đơn giản hơn ạ? Chúng ta chọn giải pháp là đưa ánh sáng vào. Nếu xét về tuổi tác để có nhận thức này á, thì cả nhà chúng ta nghĩ là một bạn nhỏ tầm tầm 3 tuổi đi, thì theo các anh chị đã có nhận thức được như thế này chưa? Đó là muốn cho căn phòng sáng thì các con sẽ mở đèn lên. Theo các anh chị, bạn nhỏ có khoảng 3 tuổi là có nhận thức này được chưa? Cả nhà. Nếu mà khoảng 3 tuổi thì các anh chị nghĩ rằng các con đã có thể có được nhận thức này chưa? Có thể ha. Dạ. Và việc nỗ lực lấy bóng tối ra để kỳ vọng cái căn phòng sáng, thì theo các anh chị có khả thi không ạ? À? Nếu mà chúng ta nỗ lực lấy bóng tối ra để kỳ vọng căn phòng sáng thì có khả thi hay không? Dạ, không khả thi. Nhưng mà tại sao Toàn lấy ví dụ gì cho cả nhà chúng ta? Các anh chị có thể giúp đỡ Toàn. Các anh chị vẽ giúp Toàn một cái căn nhà đơn giản như thế này. Các anh chị ghi bên dưới là chữ nội tâm. Bên trái, trụ cột bên trái các anh chị ghi sức khỏe giúp Toàn. Trụ cột bên phải các anh chị ghi mối quan hệ. Và trụ cột trên là các anh chị ghi tài chính. Dạ. Đây là một hình tượng mà khi chúng ta thấu suốt rồi, thấu hiểu rồi thì nó giúp cho chúng ta tốt lắm. Đây là một cái đồ hình chứ. Đây là một đồ hình. Các anh chị có thể giúp đỡ Toàn á, các anh chị giơ tay gì giúp Toàn nè. Để diện cái đây là một biểu tượng quan trọng nè, nội tâm. Trụ cột bên trái nè là sức khỏe, trụ cột bên phải là mối quan hệ, mái nhà là gì ạ? À? Là tài chính. Đây là một hình tượng cực kỳ quan trọng. Nếu ai chuyển giao hình tượng này ngay và liền cho con mình thì Toàn chúc mừng các anh chị, bởi vì chỉ cần làm chủ được nội tâm, làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được mối quan hệ, làm chủ được tài chính thì chúng ta làm chủ cuộc đời. Và mọi vấn nạn của con người cũng xoay quanh vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở ở sức khỏe, vấn nạn ở ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính thôi. Tại vì khi có hình tượng này, tự nhiên cuộc sống của chúng ta nó đơn giản hóa lắm. Vậy thì chỉ cần sao ạ? À? Chúng ta thấu hiểu được nội tâm, thấu hiểu được sức khỏe, thấu hiểu được mối quan hệ giữa con người với thấu hiểu tài chính là chúng ta sẽ bắt đầu thấu hiểu về cuộc đời của chính mình. Chúng ta làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được mối quan hệ và làm chủ tài chính thì chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời. Mọi vấn nạn trong cuộc đời cũng xoay quanh vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Các anh chị thấy hình tượng này vi diệu không? Cái đồ hình này đặc biệt không? Là chúng ta làm lại ha. Tại vì nói thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta nhớ luôn trong nhận thức của mình đó là gì? Nền tảng cuộc đời của một con người chính là nằm ở nội tâm. Trụ cột bên trái là nằm ở sức khỏe.
Trụ cột bên phải là nằm ở mối quan hệ và mái nhà chính là tài chính. Vậy thì vậy thì con người sẽ vô cùng gian truân, vô cùng gian truân đến mức vô cùng gian truân khi kiếm tiền. Nếu chúng ta chọn giải pháp đi kiếm tiền mà chúng ta xây nhà mà không bắt nguồn từ nền móng là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, vậy thì chúng ta tạm bợ để xây dựng cái này và bắt đầu vô cùng gian truân và khó khăn khi nóc nhà được xây mà không dựa trên nền tảng của bên dưới là trụ cột hai bên là mối quan hệ và sức khỏe, bên dưới là nội tâm, thì vô cùng khó khăn khi con người đi kiếm tiền. Nhưng mà nóc nhà được xây cực kỳ đơn giản và vô cùng đơn giản thì có được cái nền tảng rất chắc ở bên dưới, nền móng rất chắc, trụ cột hai bên vững mạnh thì nóc mái nhà được xây rất là đơn giản. Các anh chị có hiểu được dụng ý của Toàn vừa nói cái này không ạ? Các anh chị, các anh chị hiểu dụng ý của Toàn được không? Các anh chị nắm được, các anh chị hiểu dụng ý của Toàn vừa lấy ví dụ không ạ? Vậy thì một ai đó mà vô cùng khó khăn trong cái việc mà phải kiếm tài chính thì chúng ta liên tưởng đến ngay sao ạ? Liên tưởng đến ngay cái gì cả nhà? Nếu một người vô cùng khó khăn trong việc kiếm tiền thì chúng ta liên tưởng đến ngay cái gì? Nền móng và trụ cột nó chưa vững mà chúng ta đã xây xây mái nên khó quá. Leo lên chút xíu gớt xuống, 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 có để ý cái này không ạ? À? Nên là kiếm tiền nhiều cái mất, kiếm tiền nhiều mất, trời ơi, kiếm hoài không ra gì, tại vì không có đủ cái nền móng và trụ cột để chúng ta xây trên. Được không? Các anh chị hiểu dụng ý này không? Rồi, cái thứ hai. Ồ, có một số người sẽ nói với chúng ta, ồ, kiếm tiền đơn giản lắm, có gì đâu, kiếm tiền rất là đơn giản. Thì các anh chị đã biết chuyện gì chưa? Nếu họ nói kiếm tiền rất là đơn giản thì chuyện gì chưa? Đơn giản ý nghĩa là sao ta? Tại sao một số người ta nói ồ, kiếm tiền đơn giản lắm? Là vì bản thân họ có nền móng của nội tâm, họ rất là tự tin. Hey, trụ cột bên trái của họ về sức khỏe, trụ cột bên phải, rồi sau đó họ mới đơn giản xây cái mái trên nên họ kiếm tiền vô cùng đơn giản. Chúng ta nắm được này đấy, các anh chị nắm nè, nội tâm đó. Các anh chị thấy nó vô cùng đơn giản không? Đây, nhưng mà nếu mái nhà nè, mối quan hệ xã hội sụp một cái thì các anh chị nghĩ sao? Ồ, thiếu trụ cột chưa? Thiếu trụ cột đỡ một bên không? Sức khỏe sụp nữa thì sao? Mà không có móng nữa thì sao ạ? À? Nên là hiện nay đời con người gặp gian truân khó khăn bởi vì chưa nhận thức được cái đồ hình này một cách mạnh mẽ, một cách chi tiết đó. Được không? Rồi, tại sao khó khăn của con người nó lại nhiều như vậy? Bởi vì đâu phải chỉ có khó khăn một cái. Nội tâm của con người mà có vấn đề nó ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ lắm chứ. Nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính chứ. Và nội tâm của con người ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe chứ. Đâu phải chỉ có nội tâm diễn ra bất ổn thì nó lại bình thường ở nội tâm đâu. Nhưng mà mối quan hệ của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài chính nè. Và ảnh hưởng cũng lớn đến sức khỏe. Và cả ảnh hưởng đến nội tâm chứ. Và sức khỏe của con người ảnh hưởng rất lớn đến tài chính chứ, và cũng ảnh hưởng đến sức mối quan hệ chứ, và cũng ảnh hưởng lớn đến nội tâm chứ, và tài chính của con người ảnh hưởng lớn đến sức khỏe lắm chứ, và ảnh hưởng đến mối quan hệ chứ, và cả ảnh hưởng nội tâm chứ. Nên khi một vấn nạn xảy ra, dù mối quan hệ hay tài chính hay sức khỏe hay nội tâm đều ảnh hưởng rất lớn đến nhau, qua lại lẫn nhau. Được không? Vậy thì vô hình chung
tự nhiên cái con người cảm giác vấn nạn cuộc đời nó nhiều là bởi vì sao ạ? À? Bởi vì bản thân một người nào đó họ bị một cái vấn nạn nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các vấn nạn khác nó phát sinh, và đặc biệt đối với nền móng của một con người là nội tâm thì nó ảnh hưởng cho quá trình xây dựng nên ngôi nhà này rất lớn. Nếu mà nội tâm vững rồi thì sức khỏe mối quan hệ được xây dựng nữa thì tài chính trên mái nhà này ngon. Vậy thì đó là một hình tượng đầu tiên trước khi Toàn dẫn dắt các anh chị vào tìm hiểu nguyên lý ánh sáng á. Thì các anh chị giúp đỡ Toàn nhớ hình tượng này ha. Đầu tiên, nói lại cái để cho các anh chị nhớ. Muốn làm chủ cuộc đời thì chúng ta làm chủ cái gì ạ? À? Cả nhà, muốn làm chủ cuộc đời chúng ta làm chủ cái gì ạ? À? Muốn làm chủ cuộc đời chúng ta làm chủ cái gì các anh chị? Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Được không? Chúng ta muốn thấu suốt được đời sống của con người mình, muốn thấu suốt được thì chúng ta thấu suốt nội tâm, thấu suốt sức khỏe, thấu suốt mối quan hệ và thấu suốt cả cả tài chính. Mà vấn nạn xảy ra của đời người cũng gì ạ? À? Cũng xoay quanh cái gì cả nhà? Cũng xoay quanh nội tâm, xoay quanh sức khỏe, xoay quanh mối quan hệ và cũng xoay quanh tài chính. Được không ạ? À? Được không? Có một số câu hỏi các anh chị nói tại sao lại là tài chính là mái nhà và nội tâm chính là nền móng á, thì Toàn xin phép các anh chị không có giải thích tại đây. Mấy ngày nữa các anh chị sẽ được làm rõ sao. Toàn không có giải thích, nhưng mà cơ bản Toàn chia sẻ cho các anh chị cái hình tượng này. Vậy thì bắt đầu nguyên lý ánh sáng ha. Nếu nói vấn nạn của con người á, nếu nói vấn nạn của một con người ví như bóng tối, vấn nạn đời người á, nếu đời người giống như bóng tối, vấn nạn đời người á cả nhà đại diện cho bóng tối, thì có phải chúng ta khi vấn nạn đến chúng ta giải quyết vấn nạn là có phải nỗ lực lấy bóng tối không ạ? Cả nhà, nếu vấn nạn của đời người đại diện cho bóng tối thì khi chúng ta nỗ lực giải quyết vấn nạn thì sao ạ? À? Có phải là chúng ta đang nỗ lực lấy bóng tối không? Vậy thì lúc nãy giải pháp chúng ta khi căn phòng tối mà chúng ta nỗ lực lấy bóng tối đi thì có phải muốn căn phòng sáng thì nó rất là gian truân không? Và việc chúng ta lấy bóng tối cũng không có cố gắng lấy bóng tối, cũng không biết cách nào để cho phòng sáng được. Nên là có lấy bao nhiêu bóng tối thì bóng tối cũng cũng quay lại. Được không ạ? À? Vậy thì lúc nãy chúng ta nói với một một bạn trẻ thôi, bạn nhỏ là 3 tuổi cũng biết thắp đèn sáng lên. Nhưng mà đời con người thì chúng ta nói vậy thôi chứ chúng ta không sống theo quy luật, theo nguyên lý của ánh sáng. Khi vấn nạn đến thì chúng ta nỗ lực giải quyết vấn nạn chứ không phải đưa ánh sáng vào, và cũng không có nhận thức được rằng là nếu ánh sáng luôn luôn được giữ thì bóng tối không bao giờ có lại. Có ai hình dung được nếu chúng ta luôn luôn giữ ánh sáng thì bóng tối không tái lại không cả nhà? Nhưng mà không, con người thì nhìn nhận thức về nguyên lý ánh sáng thì hầu như ai cũng biết phải đưa ánh sáng vào. Nhưng khi ứng dụng cuộc đời mình vào nhân sinh đó, thì con người không đủ cái sáng suốt, không đủ nhận thức về nguyên lý ánh sáng và luôn luôn giải quyết vấn nạn chứ không phải giữ mãi cái ánh sáng trong cuộc đời mình.
để bóng tối không tái lại. Các anh chị có thấy đặc biệt không? Chúng ta nói một một bé nhỏ 3 tuổi cũng có nhận thức được rằng phải thắp đèn lên thì căn phòng mới sáng. Nhưng mà tuổi đời của chúng ta đã hơn 3 tuổi nhiều lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn đi lấy bóng tối của cuộc đời. Các anh chị thấy đặc biệt không? Vậy thì các anh chị thấy ngay cái nguyên lý ánh sáng thôi là con người đã sống ngược chưa? Các anh chị, ngay nguyên lý ánh sáng thôi là cuộc đời của con người đã sống ngược nguyên lý rồi. Thì các anh chị biết tại sao chúng ta gian truân khó khăn chưa? Có biết tại sao khó khăn chưa? Nó chỉ là một nguyên lý thôi nghe. Còn quy luật về nhân duyên nhân quả phân tích mấy ngày tới đây, các anh chị sẽ thấy chúng ta còn ngược dữ nữa. Và hàng loạt quy luật trong cuộc đời, ví dụ như trong kinh doanh làm ăn đây, là chúng ta đã làm ngược rồi. Người ta không có nhu cầu cầu mà chúng ta nỗ lực đi cung, nên kết quả chúng ta sẽ tốn rất nhiều nguồn lực mà chúng ta cũng không biết làm gì để kích được cái cầu của họ, và chúng ta mới cung. Nhưng mà chúng ta cung trước cầu thôi là đã thấy thấy là mệt rồi. Được không? Ở đây có câu hỏi của Tú Anh: nếu môi trường nhiều bóng tối thì phải làm sao thầy, và ánh sáng sẽ lấy ở đâu? Chút xíu chúng ta sẽ nói ánh sáng từ đâu. Đầu tiên chúng ta nhận thức về bản thân mình trước. Ở đây có hỏi là nhưng mà đèn cũng có lúc sẽ cháy, mặt trời cũng sẽ lặn, vậy khoảng thời gian thay bóng hay chờ mặt trời mọc thì phải làm sao ạ? Hả? Có công thức, có công thức, các anh chị nhận thức giúp toàn cái chỗ này đi rồi chúng ta sẽ nói. Các anh chị nhận thức giúp toàn là chúng ta đang đi ngược nguyên lý chưa? Có hiện tại các anh chị có nhận thức được rằng là nếu chúng ta, cuộc đời của con người là chúng ta đang đi được nguyên lý ánh sáng bởi vì chúng ta giải quyết bóng tối chưa? Nếu có nhận thức được đó thì cực kỳ nhanh. Nếu có nhận thức được ngay tích tắc là chúng ta đổi được. Còn mình không biết mình đi ngược á, thì mình không biết sống sao cho nó thuận. Nếu biết ngược rồi thì đơn giản ha. Ngược rồi thì đơn giản. Đây. Các anh chị giúp đỡ toàn tiếp tục ha. Đang nói về cuộc đời của chính bản thân con người chúng ta nha, chưa nói cái môi trường bên ngoài, chuyện chúng ta bên ngoài tính sao. Đây các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị vẽ căn nhà to hơn chút xíu giúp toàn. Các anh chị ghi giúp toàn chữ nội tâm. Anh chị ghi giúp toàn sức khỏe. Anh chị ghi mối quan hệ. Và anh chị ghi tài chính giống như căn nhà nhỏ bên kia. Nhân giữa của cái này á, anh chị vẽ giúp toàn một hình lục giác. Hình lục giác. Anh chị kết nối hình lục giác á, dài ra bên ngoài. Các nó sáu cạnh á, các anh chị kéo ra trong căn nhà, các anh chị vẽ giữa căn nhà ha. Bên dưới các anh chị ghi chữ trí tuệ. Trí tuệ. Bên trái các anh chị ghi chữ tâm thái. Anh chị ghi chữ nhân cách. Anh chị ghi phẩm chất. Chị ghi là năng lực. Góc trên bên phải là năng lực. Góc trái là thể chất.
Đơn vị ghi vật chất. Thay vì giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời của con người thì như rằng là chúng ta đang đang lấy bóng tối, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta hãy thắp các ngọn đèn của trí tuệ, ngọn đèn của tâm thái, ngọn đèn nhân cách, ngọn đèn phẩm chất, ngọn đèn năng lực, ngọn đèn thể chất và ngọn đèn vật chất. Những thuật ngữ này trong lộ trình tới đây chúng ta sẽ làm rõ hết, các anh chị không lo ha. Bước đầu tiên nên toàn chưa làm rõ cho các anh chị, có thể một số anh chị mơ hồ là nhân cách là gì, phẩm chất ra sao, tâm thái thế nào, nó còn lẫn lộn khái niệm á, thì các anh chị đừng lo lắng ha. Toàn xin phép nói lại, thay vì đi giải quyết vấn nạn của nội tâm, vấn nạn của sức khỏe, vấn nạn của mối quan hệ và vấn nạn của tài chính, thì các cao nhân chỉ điểm của chúng ta thắp các ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn tâm thái, ngọn đèn nhân cách, ngọn đèn phẩm chất, ngọn đèn năng lực, ngọn đèn thể chất và ngọn đèn vật chất. Hay nói cách khác là chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất và làm giàu vật chất, để các vấn nạn của nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính sao ạ? À? Nó sẽ tự hạn chế đi. Thay vì chúng ta đi giải quyết vấn nạn cuộc đời thì chúng ta sẽ chuyển qua sao ạ? À? Làm giàu bảy sự giàu toàn diện. Toàn xin phép các anh chị toàn ghi cái khái niệm, cái thuật ngữ nữa rồi. Bảy sự giàu toàn diện ha. Bảy sự giàu toàn diện. Các anh chị ghi giúp toàn là bảy sự giàu toàn diện. Bảy sự giàu toàn diện nó nói cho chúng ta rằng đó là một con người á, giàu vật chất chưa đại diện cho sự giàu. Cần phải có làm giàu thêm thêm thể chất. Tại vì có tiền mà lại có thêm khỏe mạnh nữa thì việc có tiền mới ý nghĩa. Cái thời gian những con người được kế thừa tài chính cũng có sức khỏe tốt nhưng mà thiếu năng lực giữ đồng tiền đó, làm cho đồng tiền đó nó mất đi cái giá trị sử dụng của nó đi, thì người ta thấy người đó cũng giàu cũng không phải đại diện cho sự giàu có thật sự, thì người ta mới bắt đầu nói một con người thì phải giàu có thêm thêm năng lực. Thời gian họ phát hiện ra con người có năng lực đi nhưng mà phẩm chất của người đó sống á chưa đạt được, cũng không đại diện cho sự giàu có. Phải làm sao ngoài cái tình yêu thương bản thân thì phải có gia đình, yêu thương gia đình, yêu thương tổ chức và cả yêu thương xã hội, sống có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với tổ chức, có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với tổ chức, có trách nhiệm với xã hội, thì có tính có với bản thân, với tổ chức, gia đình, xã hội sao, thì họ bắt đầu họ tìm hiểu về những phẩm chất ưu tú của con người, thì phát hiện ra một con người giàu thêm phẩm chất nữa thì mới đại diện cho sự giàu có. Và dần dần từ từ thấy là con người sống á, người mà thích ở gần họ rất là quan trọng, thì người ta quan sát lại việc một con người giàu nhân cách nữa thì mới đại diện cho cái sự giàu. Và dần dần người ta thấy một con người giàu tâm thái nữa mới đại diện cho cái giàu. Phải làm sao có được sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn nữa thì đại diện cho người đó mới giàu tâm thái. Và từ từ người ta đánh giá một người giàu thật sự và bền vững phát triển thì người đó phải giàu cả trí tuệ. Thì trong quá trình thống
tập hợp về sự giàu có của con người thì họ chia ra. Họ chia ra là gì? Một con người giàu năng lực thể chất và vật chất á, thì gọi chung là giàu vật chất, tại vì những cái này nó cân đo đong đếm và có tiêu chí được đặt ra. Còn yếu tố trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất là yếu tố phi vật chất của một con người. Phi vật chất của một con người. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất là yếu tố phi vật chất của một con người. Còn về yếu tố vật chất là năng lực, thể chất, vật chất là yếu tố vật chất. Vậy thì hai yếu tố này cộng lại là cả giàu cả phi vật chất và giàu cả vật chất. Được không? Giàu cả vật chất và giàu cả phi vật chất. Toàn xin phép nói lại, bảy sự giàu toàn diện của một con người là giàu cả yếu tố phi vật chất và giàu yếu tố vật chất. Và tại sao như vậy? Thì toàn xin phép các anh chị. Toàn xin phép các anh chị ha. Toàn xin phép các anh chị là toàn sẽ toàn sẽ phân tích yếu tố phi vật chất và vật chất để cho các anh chị nắm một cái. Thì toàn xin phép toàn sẽ quay trở ngược lại cái bảy sự giàu sau khi cái này. Tại vì khi chúng ta hiểu khái niệm phi vật chất và vật chất á, thì các anh chị sẽ hiểu được ý nghĩa của việc tại sao chúng ta cần phải làm giàu cả yếu tố vật chất và phi vật chất. Toàn xin phép các anh chị ha. Đây, các anh chị lấy mũi tên đó, các anh chị đặt xuống cái chữ vật chất giúp toàn, vào lấy mũi tên của phi vật chất kéo xuống vật chất và vật chất kéo lên phi vật chất, và các anh chị ghi một chữ rất đặc biệt vô giúp toàn, đó là chữ hóa. Đây, các anh chị ghi giúp toàn hai bên đều có chữ hóa. Ý nghĩa là sao đây? Ý nghĩa là phi vật chất hóa vật chất. Toàn giải thích ngay và liền cho các anh chị cái này, trong cuộc sống của chúng ta hiện tại đang ứng dụng cái này nhiều lắm. Trong kinh doanh làm ăn hiện nay cũng ứng dụng rất nhiều. Nhưng mà trong cuộc sống của các anh chị đã làm nó rồi. Toàn lấy ví dụ là các anh chị có thể hình dung ai đang giữ một vật kỷ niệm nào trong rất là nhiều năm, về giá trị vật chất của nó thì cũng không cao lắm, nhưng mà yếu tố tinh thần các anh chị để vào nó, tình cảm các anh chị để vào nó, thì cuối cùng các anh chị cảm giác được giá trị đối với các anh chị lớn lắm. Có ai giữ lại chiếc xe, giữ lại căn nhà ngày xưa, giữ lại nhiều cái yếu tố khác nữa. Các anh chị có giữ lại những món đồ lưu niệm, chúng ta có giữ những cái đó không? Các anh chị có giữ nhiều những cái đó không? Ai mà chạm tới những món đồ đó, gây tổn thương cho món đồ đó, có phải các anh chị cảm thấy đau xót không? Dù về giá trị sử dụng, về vật chất của nó không còn như xưa. Có để ý cái này không ạ? Vậy thì vật chất đó, toàn định nghĩa với các anh chị, các cao nhân định nghĩa cho chúng ta là các anh chị đã phi vật chất hóa nó rồi. Nó không còn là yếu tố vật chất thông thường nữa để quyết định giá trị của vật đó nữa. Được không? Ở đây Ngọc Vinh có nói căn nhà cũ vẫn giữ dù có nhà mới nè, là bởi vì mình đã phi vật chất hóa cái căn nhà đó rồi. Thì cái căn nhà đó nó không còn yếu tố quyết định là bởi bởi yếu tố vật chất thông thường nữa, mà nó đã được phi vật chất hóa rồi. Vậy thì giá trị của bất kỳ cái gì nó đều được tăng trưởng lên vượt trội hết, hơn hết thảy những yếu tố vật chất thông thường, nếu chúng ta biết cách phi vật chất hóa nó. Và những nhà kinh doanh lỗi lạc trên thế giới
họ đã làm điều đó rất là chuẩn, nên sản phẩm dịch vụ của họ ra thị trường á rất là cao, mà như người mà nhà nhà cũng sao à? Cũng mong muốn sở hữu đó, bằng cách là những cái hãng nhãn hàng xa xỉ trên thế giới. Các anh chị có để ý những cái hàng xa xỉ trên thế giới, từ túi xách đến đến quần áo, đến giày dép, những nhãn hàng mà thương hiệu lớn á, các anh chị có để ý là cũng cùng cái chất liệu như vậy, có thể cùng cái thiết kế đơn giản như vậy, thì đối với những thương hiệu đó thì giá cả rất cao, bởi vì họ tạo ra những cái gì ạ? Những phiên bản giới hạn. Các anh chị có thấy cái đó không ạ? Những phiên bản giới hạn, và số ít người trên thế giới này được sử dụng nó thôi. Các anh chị nắm cái nắm ý mà Toàn vừa chia sẻ không? Một đôi giày họ tạo ra và họ bán giá rất là cao, và nhiều người nói trời ơi, đôi giày này với chất liệu vải này với này 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 thì giá không xứng đáng đó, tôi có thể sản xuất được. Nhưng mà ta lại chọn mua đôi giày của những thương hiệu đó, là bởi vì họ đã có một quá trình gì ạ? Phi vật chất hóa sản phẩm của họ rồi. Và trong cái người tiêu dùng á, họ cảm giác được rằng không phải dùng yếu tố đó, dùng đôi giày đó, ngoài yếu tố thương hiệu là chất lượng, sản phẩm chất lượng rồi, thì yếu tố phi vật chất nó giúp cho cái người tiêu dùng á, họ nhận thức cái yếu tố đó là cái sản phẩm dù đó có giá trị, và hầu như họ xem cái đó là tài sản thật sự của họ, và nó có giá trị, khi càng người dùng càng dùng thì càng có giá trị. Ví dụ như các anh chị thấy đồ cổ nè, tranh ảnh, càng qua nhiều người sử dụng dùng nó để thưởng thức nó thì có phải càng giá trị không cả nhà? Có để ý những cái này không? Và vô hình chung họ đã làm điều gì ạ? Họ đã phi vật chất hóa các vật phẩm đó rồi, phi vật chất hóa nó rồi, thì nên giá trị của sản phẩm đó nó lên một cái tầm tầm mới, được không? Vậy thì bây giờ bất kỳ một cái vật chất nào nếu có được sự phi vật chất hóa nó thì giá trị của vật chất đó nó sẽ được được nâng lên, được không? Các anh chị hiểu ý này. Vậy thì bây giờ hiện nay sản phẩm nông nghiệp người ta bắt đầu dần dần phi vật chất hóa được không ạ? Bằng cách là gì? Các anh chị vào một cái siêu thị, các anh chị mua một cái trái cây nào đó, một cái cọng rau nào đó, các anh chị biết nguồn gốc xuất xứ của nó được trồng sao, cái phương châm công nghệ kỹ thuật mà người ta chọn lựa để người ta trồng thế nào, trái cây đó đó nếu mà ta biết được nó được hái từ cái cây gì, cái cây bao nhiêu ngày tuổi, bao nhiêu cây tuổi, và được quy trình trồng trọt kiểu sao, nếu người ta kiểm tra chất lượng thì người ta kiểm tra được ở đâu, thì khi mà họ đã phi vật chất hóa toàn bộ cái lộ trình đó thì có phải sản phẩm của cái cọng rau hoa quả đó, các anh chị có để ý là giá nó đội lên cao không, nó được cao không, và người tiêu dùng lại hài lòng với điều đó? Các anh chị có biết người tiêu dùng rất là hài lòng khi mua một cái gì mà rõ được nguồn gốc của nó, biết được cái tâm của những con người gieo trồng đó. Giống như trong cộng đồng của chúng ta có các anh chị là master, cũng có doanh nghiệp riêng về về gao gao, thì trong cộng đồng mình có gao cười Việt Nhật, thì chuyên bán ở những cái sao siêu thị cũng tương đối có tiếng, bởi vì sản phẩm của bạn á, được trồng trọt á, được bởi quy trình gì, ai là người trồng kiểu sao, giá cả thì không thấp được, và chuyên bán mà không đủ cái lượng bán, và trong quá trình thu hoạch á thì bạn sẽ chọn thu hoạch vào ngày nào, ví dụ như thay vì bình thường mình để ngày thứ bảy đi,
để mình đấy thì có thể bạn chọn thu hoạch vào ngày thứ tư thứ ba thôi, để cái cọng rau nó còn rất là tươi ngon, không có già đi, thì nên bạn chọn lựa bán trong các siêu thị, ví dụ như vậy. Rồi có một số cộng đồng trong doanh nhân, họ có ông anh mới đây trong doanh chủ, anh trồng loại bơ bơ trái mùa, nhưng quy trình trồng trọt á, tạo ra một loại giống á, thì không có bị ảnh hưởng, không phải là phân thuốc mà là quy trình trồng á, là tương đối sạch, trái mùa nhưng mà sạch, khắc phục được nhược điểm của cái đó, thì từ 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 họ thổi yếu tố phi vật chất vào trong cái thực phẩm á, thì dần 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 cung ứng cho thị trường thì giá cả nó rất là tốt mà lại không đủ bán. Được không? Các anh chị. Vậy thì hiện nay dần 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 trong cuộc sống người ta đang phi vật chất hóa mọi cái rồi. Vậy thì nếu bây giờ mình làm mà một người nội trợ, mình mua một cái thực phẩm nào đó, ví dụ như mình mua một cái thực phẩm rau cười đi, rau cười Việt Nhật, cái mình về mình nấu ăn, cái mình nói cho con của mình nghe được cọng rau này nó sẽ ra sao và mẹ đã trải qua một cái chế biến như thế nào, ăn uống ra sao, ra bao nhiêu thời gian để đầu tư vào, gửi gì về 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 tình yêu thương của mẹ bỏ vào, trân trọng biết ơn đồ mọi cái chúng ta đưa vô và đưa ra một cái mâm cơm mà chúng ta đã phi vật chất hóa cái mâm cơm đó rồi. Rồi sau đó trong bữa ăn chúng ta lại chọn có những cái câu chuyện kể để làm sao cho tạo một cái không khí trong cái mâm cơm, thì chúng ta phi vật chất hóa toàn bộ bữa ăn của chúng ta, từ cái thực phẩm ăn uống đến môi trường chúng ta tạo ra, thì làm cho một cái bữa ăn uống trở thành một cái niềm vui và hạnh phúc của con trẻ. Thì các anh chị nghĩ chúng ta đã đơn giản để giáo dục trẻ trong tương lai không ạ? Được không ạ? Được không? Ồ, nên người ta làm. Rồi, các anh chị mua một cái thực phẩm dinh dưỡng nào đó. Ví dụ như yến xào rồi đi. Các anh chị mua về, các anh chị lấy đại tặng cho ba mẹ mình. Thì cái đó là yếu tố vật chất không thôi. Nhưng mà nếu đưa chúng ta phi vật chất hóa nó bằng cách nào? Lý do tại sao mà chúng ta mua cái thực phẩm đó về cho ba mẹ mình dùng? Và loại yến đó là yến ở đâu? Mang lại giá trị sức khỏe gì cho ba mẹ? Quá trình chưng cất nó làm sao? Làm thế nào? Các anh chị học quy trình làm. Cái bắt đầu các anh chị đun lửa là bao lâu thì cho nó cái tác dụng tốt. Nấu thêm cái thực phẩm gì? Bỏ vô thêm cái trái táo đỏ hay là gì thêm trái đỏ đó? Được lấy ở đâu? Làm gì? Thì chúng ta hiểu được cái giá trị của nó hết. Và trong đó nếu ăn cùng thì có tác dụng gì đối với sức khỏe? Và chúng ta phi vật chất hóa nó ra. Thì ngay tức khắc ba mình mẹ mình ăn một cái chén chén yến thôi thì cũng cảm giác rằng con mình mang lại giá trị rất là đặc biệt cho mình, chứ không phải đơn thuần chỉ là mua một cái thực phẩm về cho gia đình ăn không. Được không? Anh chị nắm ý này không cả nhà? Còn cách làm như thế nào thì từng bước những thời gian tới đây các anh chị sẽ hiểu để cách làm sao, nhưng cơ bản dụng ý của cái này là gì, đó là việc chúng ta phi vật chất hóa cái vật chất thì lúc thời điểm đó làm sao ạ, giá trị của vật chất đó nó sẽ được 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 nâng cao lên, nó không còn được tính vào yếu tố vật chất thông thường nữa, mà giá trị của vật chất nó sẽ được nâng lên khi chúng ta phi vật chất hóa nó, hay cách khác là chúng ta cho nó một cái câu chuyện trong ngôn ngữ của marketing, trong ngôn ngữ của những con người kinh doanh, thì cho cái câu chuyện của nó thổi hồn vào
vật chất đó là những thuật ngữ họ đang đang dùng ở ngoài xã hội, được không? Được không cả nhà? Xin cho ví dụ thêm hả? Nó có nhiều lắm, nó có nhiều ví dụ. Ví dụ như những cái túi xách của nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, người ta sẽ thấy nói phiên bản thế giới này có bao nhiêu túi được ra thị trường, nhà thiết kế nào thiết kế theo phong cách gì, họ bắt đầu họ thổi yếu tố đó vào thì giá cả của sản phẩm đó sẽ được đưa lên giá không ạ? À? Lấy ví dụ trong cách giáo dục con cái hả? Thì đây, chuẩn bị tới đây đi. Chưa mà, đối với con người nãy giờ chưa nói mà. Con người thì bắt đầu nè. Con người thì bắt đầu nè. Ở đây Trọng Đặng có nói là em trồng tỏi tự nhiên ở đảo Lý Sơn, hoàn toàn không dùng hóa chất, thay vào đó dùng gông biển, phân cá, cho nghe nhạc thiền nói chuyện với tỏi nên giá bán ra gấp 3 5 lần tỏi bình thường. Ủa, cái đó đó. Đó là mình làm cái điều đó đó. Nhưng mà mình làm cho người ta biết được mình đã phi vật chất hóa nó như thế nào. Mình là ai mà mình làm điều đó như thế nào. Và khi người ta ăn cái tỏi của mình cái thì người ta cảm nhận được. Người ta cảm nhận được mình đã đưa cái câu chuyện vào rồi và phi vật chất hóa nó rồi thì giá của sản phẩm nó lên và mình không có bán được với giá thấp được. Giống như ở Nhật Bản thì có loại táo đó, loại táo mà táo gì toàn quên tên này mà người ta trồng á, trong quá trình nói chuyện giao lưu với táo rồi hàng ngày cây táo trồng một cách rất là tự nhiên thì từ 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 mình ăn trái táo đó cảm giác sao nó khác. Và đúng thật sự khi người ta làm minh chứng, người ta xẻ trái táo ra với điều kiện thời tiết của Nhật Bản toàn cũng không biết gì, 2 tháng trời mà trái táo nó không hôi thối mà nó không hư mà, người ta có những nghiên cứu đó mà. Vậy thì cái chất chống oxy hóa trong đó nó rất là cao luôn đó. Nhiều cái người ta làm thì người ta đã đưa cái yếu tố phi vật chất vào mà giá trị của sản phẩm dịch vụ nó được đội lên, được chưa? Các anh chị nắm được tới đây mà xã hội người ta đang làm không? Nhưng hiện nay nó lại hơi đặc biệt một chút, đó là con người của mình. Con người của mình lại người ta định giá trị của con người của chúng ta dựa trên cái gì cả nhà? Hiện nay có phải người ta định giá con người của mình là ai dựa trên vật chất mình sở hữu, thể chất mình có sao, sức khỏe mình sao và năng lực của mình mà người ta định không? Còn nếu mình thiếu vật chất đi thì dựa vào năng lực và sức khỏe của các anh chị, thể chất của các anh chị mà người ta quyết định người ta tuyển dụng chúng ta không? Người ta hỏi mình năng lực sao vậy? Có sức khỏe làm được không? Ta quan sát thấy mình tràn đầy sức khỏe thì ta bỏ qua cái đó đi. Người ta bắt đầu người ta hỏi năng lực gì, năng lực gì thì sao ạ? À? Cuối cùng sao ạ? À? Cuối cùng sao cả nhà? Cuối cùng sao? Người ta chọn lựa chúng ta, trả tiền cho chúng ta dựa trên định yếu tố vật chất của chúng ta mà định. Vậy thì giá trị của chúng ta không cao trong mắt của người khác. Giá trị chúng ta không cao trong mắt người khác. Nên là chúng ta muốn nâng cao giá trị của bản thân mình trong mắt của người khác không cả nhà? Các anh chị có mong muốn không ạ? À? Cả nhà, các anh chị ghi giúp đỡ Toàn. Nếu mà muốn nâng cao giá trị của chúng ta trong mắt người khác, không có cách nào đơn giản hơn là phi vật chất hóa bản thân. Chúng ta muốn nâng cao giá trị của chúng ta trong mắt của người khác thì không có cách nào đơn giản hơn là chúng ta phi vật chất hóa bản thân. Chúng ta muốn nâng cao giá trị của chúng ta trong mắt của người khác thì không có cách nào là chúng ta phi vật chất hóa bản thân.
Ý nghĩa là sao ạ? À? Chúng ta làm giàu, trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất. Vậy thì nếu bây giờ con của chúng ta, ngoài các anh chị rèn luyện thể chất cho con, học tập để có năng lực, vậy thì nếu chúng ta làm giàu trí tuệ cho con, làm giàu tâm thái cho con, làm giàu nhân cách cho con, làm giàu phẩm chất cho con, có phải là chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân của con mình, sau đó bắt đầu làm giàu thêm năng lực thể chất nữa, thì tự 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 con trong tương lai sẽ kiếm vật chất đủ đầy, thì trong ngoài xã hội không có ai định con mình đơn thuần là vật chất để định cái giá trị của con mình nữa, mà con mình từ đó trở đi tự quyết định giá trị của bản thân con. Các anh chị hiểu ý Toàn chia sẻ không ạ? À? Con trai hiểu ý ba nói không? Có nghĩa là nếu tụi con làm giàu trí tuệ nè, làm giàu tâm thái, cách làm giàu phẩm chất, Em giàu năng lực giàu. năng lực giàu luôn không? Giàu không? Dạ. Độ tuổi này đang giàu năng lực hả? À? Thể chất thì Thể sao? chất giàu luôn. Thể chất vừa mới đi đá banh luôn. Vậy đó hả? Vậy thì bây giờ phẩm chất là biết cái gì chưa? Dạ, phẩm chất là kiểu như tâm thái. Sao tâm thái? Tâm thái Tâm không đây mà. hiểu chưa? Vậy thì con phải hỏi cô nè, hỏi mẹ đồ để làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách thêm. Nếu được cái này thì xã hội sau này người ta không có định tụi con, định giá trị tụi con chỉ đơn thuần là bình thường nữa, Là mà tụi con tự quyết định giá trị của bản thân tụi con. ta biết mình là người thôi chứ không có xem mình là gì hết trơn. Đúng, nếu tụi con không có phi vật chất hóa bản thân thì giá trị của mình ngoài xã hội người ta định đơn thuần. À, định như một người la la la. Một người bình thường, có nghĩa là bình thường người ta lại ví dụ như con giờ có năng lực đó thì người ta sẽ trả tiền con ở ngưỡng đó, rồi sau này vợ của con nè, trong tương lai con chỉ có năng lực và thể chất gì, vật chất gì thì người phụ nữ của con trong tương lai chọn lựa chỉ là gì ạ? À? Là định vị bản thân của tụi con dựa vào vật chất mà định giá trị của tụi con. Nhưng mà nếu tụi con làm giàu thêm trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất Thì nó ngon hơn. thì lúc đó nó sẽ khác biệt, và lúc đó giá trị con trong mắt của người phụ nữ của con nó khác biệt, mà những người trong xã hội không có tư cách nào đánh giá con thông thường nữa, mà con được nâng cao giá trị của bản thân lên. Thì mấy này con hiểu nhưng chưa có bối cảnh và chưa nói vậy ha. Xích vàng cái và nói chuyện tiếp với lớp học. Dạ. Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không ạ? À? Có nghĩa là thay vì gì? Chúng ta tập trung cho con mình tối ngày là ăn học để có năng lực thôi. Thì bên cạnh đó chúng ta kèm theo, chúng ta phi vật chất hóa bản thân của con mình. Thì từ đó trở đi làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất cho con nữa. Thì rèn luyện thể chất thì các anh chị phải buộc phải làm vậy. Các bạn nhỏ vừa rồi, các bạn nhỏ mới phá kỷ lục thế giới, là các bạn nhỏ, hai bạn nhỏ thì 7.000 cái squat, nhưng bạn lớn lúc nãy á là 10.000 cái squat, và hiện nay là kỷ lục gia thế giới á các anh chị, kỷ lục gia thế giới á về squat. Và tới đây thì bạn Khánh Tâm nè là đang xác lập kỷ lục của Việt Nam, nhưng mà con trai cũng đang kỳ vọng mong muốn muốn sáng lập thêm cái kỷ lục thế giới, là con lên cái xe thăng bằng đó cả nhà, cái con squat trên xe thăng bằng. Thì nếu mà giữ được squat bên the thăng bằng á thì con đang lúc đó nói với bà là con có khả năng làm được bao nhiêu cái trên trên xe thăng bằng? Con nghĩ là 2.000 cái, 2.000 cái à? 2.000 ít lắm. tối đa là 5.000 cái. Thì có khả năng 5.000 trở lên mới xác lập được kỷ lục thế giới. Còn ba chưa biết, nhưng ba hỏi bên kỷ lục cái rồi tính tính cho con. Nhưng mà con có khả năng làm được 5.000 nha. Không. Có khả năng không? Ừ. Có nghĩa là lên cái xe thăng bằng á, đòi hỏi phải cơ thể hai bên phải rất là thăng bằng. Sau đó squat 5.000 cái trên đó xác lập kỷ lục. Vậy thì hàng ngày các con đang chú ý đến yếu tố thể chất. Cứ 8 giờ hả Gít? Là các con squat 1.000 cái hả? 8 giờ là các con làm trên Zoom.
sau đó làm cái kênh YouTube đó là cứ 8 giờ là lên squat 1.000 cái để cho các con trong cộng đồng á đồng hành cùng theo, mỗi 8 giờ squat đấy 30 phút, dưới 30 phút là 1.000 cái. Thì mấy ổng vừa phá kỷ lục thế giới cái hàng ngày mấy ổng làm thêm vậy để lan tỏa cho cộng đồng. Thì toàn đang muốn là các con tự ý thức được làm giàu thể chất, nên lúc nãy các con giao lưu là các con đang giàu thể chất á, thì bắt đầu mấy ổng có giàu năng lực dần dần. Thì bên cạnh hổng gài thì mấy ổng biết mấy này rồi, nhưng mà toàn chưa gõ toàn bộ cái khái niệm một cách chi tiết, nhưng mình cũng đang làm cho mấy ổng tâm thái sao, trân trọng biết ơn, bao dung và yêu an vui làm sao, rồi sống có sự vui vẻ, rồi hy vọng niềm tin làm sao. Thì sao ạ? Thì những cái này là mình từ từ làm giàu đi, thì giá trị của con mình nó được nâng lên trong mắt người khác, chứ không còn định giá bởi bình thường nữa. Được không? Cả nhà. Anh chị hiểu cái ý mà mình phi vật chất hóa bản thân không? Vậy thì khái niệm về giàu của một con người bây giờ mình mở rộng đi, giàu cả sao ạ? À? 7 sự giàu toàn diện. Thay vì mình tối ngày mình tò tò, có nghĩa toàn dùng cái từng ngôn ngữ hơi hơi địa phương chút xíu, có nghĩa là lúc nào cũng bên cạnh con mình để coi cuộc đời của con nó có gian truân khó khăn gì không mình hỗ trợ. Thì thay vì thì mình thắp 7 ngọn đèn này cho con của chúng ta. Mà tuổi này thì con vật chất thì có thể chưa cần, nhưng mà chúng ta thắp ngọn đèn phi vật chất trước, song song với ngọn đèn năng lực thể chất nữa. Có phải tự nhiên cái anh chị thấy mình nhẹ đi trong tương lai nếu con thắp cả 7 ngọn đèn trong ngôi nhà của con không? Có phải vấn nạn của con về nội tâm, sức khỏe, mối hệ và cả tài chính nó giảm dần, giảm dần, giảm dần đi? Thay vì tối ngày mình ở bên cạnh con mình thì hãy làm giàu cho con đi. Được không? Có nhận thức được cái ý này không? Thay vì tối ngày mình sẽ lo lắng cho con thì tập trung làm giàu cho con, mà làm giàu yếu tố phi vật chất là ngay từ đầu con ý thức được rồi thì quá ngon rồi. Được không? Vậy thì bản thân mình là bậc phụ huynh cha mẹ, mình đồng hành cùng con vào toàn diện được không? Cả nhà. Bản thân mình là cha mẹ. Rồi, nếu ai chưa có gia đình, nếu là một người phụ nữ chưa có gia đình, nếu mình là một người phụ nữ giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất rồi, thì còn cái gì nữa, đúng không? Nếu mình là một người phụ nữ mà mình làm giàu trước khi mình kết hôn, có phải người đàn ông của mình hơi đặc biệt hơn không? Và nếu mình là một người đàn ông thì mình đang cạnh tranh với xã hội này về vật chất, trước khi nói về vật chất thì có phải chúng ta làm giàu này trước nó cũng ngon hơn không? Thì đường nào thì các anh chị cũng phải phi vật chất hóa bản thân thôi. Cộng rau cộng cỏ, bây giờ á, trái cây, thực phẩm, một cái túi xách, một đôi giày, một chiếc vớ, người ta còn phi vật chất hóa nó. Vậy thì bản thân mình tới thời điểm này mình còn không biết cách phi vật chất hóa bản thân nữa thì mình đối xử tệ với bản thân mình quá. Tại vì mình chưa thật sự biết giá trị của bản thân mình nếu chúng ta không có phi vật chất hóa được bản thân. Dám có nhận thức này không? Đó là chúng ta phi vật chất hóa bản thân của mình để mình làm giàu toàn diện không? Có mong muốn điều này không cả nhà? Toàn nói thì thừa, nhưng mà tại sao toàn hỏi các anh chị có mong muốn không? Tại vì nếu các anh chị có mong muốn thì những ngày tới đây toàn mới làm được điều này. Đó là toàn quay trở ngược lại, toàn làm một điều rất là đặc biệt, đó là vật chất hóa yếu tố phi vật chất cho các anh chị. Toàn nói thì hơi thừa, nhưng mà bởi vì toàn muốn xác lập cho các anh chị về mong muốn á, để làm chi? Ở đây chúng ta vật chất hóa phi vật chất, tại vì bản chất yếu tố phi vật chất nó có thể gọi là yếu tố vô hình. Có phải là bình thường mắt của con người không nhận thấy được cái yếu tố này không ạ? À? Trí tuệ rồi tâm thái, nhân cách, đồ đó phẩm chất của con người thì mắt thường không thể nhìn được. Nhưng nếu chúng ta biết cách vật chất hóa nó thì có thể không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy, có thể nhận thấy.
Có phải không? Ví dụ như bây giờ một người bác sĩ đi, y bác sĩ nào đó, thì bình thường thì chúng ta không biết người kia đang có vấn đề sức khỏe kiểu sao. Nhưng mà một người bên lĩnh vực y khoa, người ta nhìn thì nó có thể là vô hình trong cái mắt của người khác, nhưng hữu hình trong nhận thức của họ rằng là người đó đang có vấn đề sức khỏe gì. Có phải không? Có phải là vô hình trong mắt người khác, nhưng một người có nhận thức họ sẽ nhận thức là hữu hình trong nhận thức của họ. Vậy thì nhiệm vụ của toàn trong tổ chức này, trong cái chương trình này, là hỗ trợ cho các anh chị. Chúng ta có công thức đàng hoàng, vật chất hóa những cái gì yếu tố phi vật chất, từ trí tuệ đến tâm thái đến nhân cách đến phẩm chất, để khi các anh chị vật chất hóa được rồi thì nó sẽ, các anh chị sẽ có nhận thấy, có sự cảm nhận và biết sự tồn tại của nó. Sau đó có các anh chị khởi một cái mong muốn trở thành hoặc sở hữu nó, thì chúng ta đơn giản để sở hữu hơn nếu chúng ta vật chất hóa nó được. Còn công thức và cách làm như thế nào thì toàn xin phép các anh chị những ngày tới chúng ta làm thì các anh chị mới rõ được. Còn bây giờ các anh chị có hỏi toàn tại đây thì toàn cũng không trả lời được, bởi vì nó có lộ trình để chúng ta nâng nhận thức để các anh chị có thể nhìn được yếu tố này. Vậy thì vào đây 21 ngày là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Vào đây 21 buổi này là một lộ trình để chúng ta thấu suốt nhân nhiên quả, nhưng nó cũng là một lộ trình để chúng ta phi vật chất hóa bản thân. Được không? Cả nhà hiểu cái dụng ý của chương trình này chưa? Nè, dụng ý của chương trình là, cái tên của chương trình là thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Nhưng bản chất của nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm để chúng ta trở nên giàu toàn diện. Bản chất của nó là giúp cho chúng ta thấu hiểu được nhân, giáo thấu suốt được nhân duyên quả. Bản chất của nó là một lộ trình chúng ta phi vật chất hóa bản thân. Được không? Thì ai có mong muốn gì, thấu hiểu nhân duyên quả thì họ sẽ có thấu suốt nhân duyên quả, họ sẽ có một cái nhận thức về thấu suốt. Ai muốn hiểu về nội tâm của chính mình thì họ hiểu nội tâm chính mình. Còn ai muốn phi vật chất hóa bản thân, trong lộ trình 21 ngày này chúng ta hoàn toàn khả thi. Chúng ta có thể làm giàu được trí tuệ, làm giàu được tâm thái, làm giàu được nhân cách, làm giàu được phẩm chất, nếu chúng ta biết vật chất hóa nó đi và chúng ta nắm công thức này, thì các anh chị hoàn toàn có thể phi vật chất hóa bản thân của mình trong 21 buổi này. Được không? Toàn xin phép các anh chị toàn toàn lặp lại cái ý đó đó lúc nãy á. Có nghĩa là đến đây các anh chị muốn thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui thì đạt thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Các anh chị có mong muốn nâng tầm nhận thức nội tâm của mình thì chúng ta nâng nhận thức của chúng ta. Chúng ta có mong muốn thấu suốt nhân duyên quả thì lộ trình này cũng cho phép chúng ta thấu suốt nhân duyên quả. Và chúng ta có mong muốn phi vật chất hóa bản thân thì lộ trình này cũng giúp cho chúng ta phi vật chất hóa bản thân. Chỉ có một cái thì không giúp cho các anh chị có thể giàu toàn diện được, là bởi vì các yếu tố về thể chất, năng lực và vật chất thì nó phải còn nhiều lớp học khác nữa để cho các anh chị nắm bắt. Còn bây giờ thì lộ trình phi vật chất hóa bản thân thực hiện được khi toàn chuyển giao cho các anh chị cái công thức vật chất hóa tất cả những yếu tố phi vật chất. Vậy đó, đó là một lộ trình để nâng cao giá trị của chúng ta trong mắt của người khác. Được hen? Hiểu được dụng ý của chương trình hen. Vậy thì khi nếu chúng ta phi vật chất hóa được bản thân của mình rồi, thì lúc đó và làm giàu toàn diện rồi, thì các anh chị có phải chúng ta ứng dụng nguyên lý ánh sáng triệt để trong cuộc đời mình không cả nhà? Cả nhà, nếu chúng ta ứng dụng cái này, có phải chúng ta ứng dụng nguyên lý ứng thuận theo nguyên lý ánh sáng triệt để không? Nhưng mà cái hay á các anh chị, lúc nãy có anh chị nào hỏi mặt trời rồi cũng sẽ tắt, đèn rồi cũng sẽ cháy. Nhưng cái hay của cái này là các anh chị biết gì không? Đúng là một cây đèn á, một cây đèn nếu được thắp lên thì chân đèn cũng có bóng tối. Nhưng mà nếu chúng ta thắp thêm ngọn đèn khác nữa
để soi vào thì ánh sáng này nó sẽ len quanh kia thì chân đèn sẽ không có bóng tối đi. Và cuối cùng chúng ta thắp cả 7 ngọn đèn này phối hợp với nhau, thì đèn nào nó tắt thì đèn kia còn, thì nó mồi lại với nhau từ từ. Nên chúng ta được gọi là 7 sự gia toàn diện, nó tương trợ cho nhau. Hình tượng này Toàn muốn các anh chị nhớ giúp Toàn 7 ngọn đèn, được không? 7 cái hỗ trợ cho nhau, nó được gọi là 7 sự gia toàn diện. Con số anh chị hỏi Toàn không phải là 8, không phải là 6, mà sao là 7? Để rút ngắn được cái thời gian hoàn tư duy thì Toàn nói với các anh chị đó là cao nhân chỉ điểm như vậy nên chúng ta làm. Còn lý do tại sao thì chúng ta sẽ được hiểu, học tập rồi từ từ hiểu, các anh chị tự ngộ lý do. Còn bước đầu tiên là như vậy. Ai có giỏi nhất nhân loại này thì cũng cần có ngọn đèn có sáng cỡ nào thì chân đèn cũng có bóng tối. Nên người nào có tài ba nhất đi trong cuộc đời này thì vấn nạn cuộc đời nhiều khi cũng đến với họ. Thì một người kế bên họ dù không có tài năng gì cũng soi được cho chân đèn của họ. Nên những con người rất tài ba nhưng vướng mắc những cái cuộc sống của họ cũng cần có những con người bình thường trong cuộc sống soi vào cuộc đời của họ. Thì tương tự như vậy, trí tuệ mà được thắp lên, tâm thái được thắp lên thì nó sẽ soi dần 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 lên nhân cách, năng lực của con người, thể chất của con người, phẩm chất. Thì phẩm chất nó lại soi theo cái khác nữa. Thì cuối cùng nó làm cho 7 ngọn đèn này luôn sáng. Thì tự nhiên khắc sao ạ? À? Được không ạ? À? Thì những cái yếu tố về nội tâm, vấn nạn nội tâm, mối quan hệ và tài chính nó sẽ giảm xuống. Được không cả nhà? Cái hình tượng này được không? Hình tượng này đơn giản để các anh chị nắm bắt không? Hình tượng này đơn giản ha. Được ha. Hình tượng này đơn giản. Dạ. Rồi. Hình tượng này đơn giản nha. Rồi. Đây là cái nguyên lý ánh sáng. Thông thường thì chúng ta chỉ hiểu nguyên lý ánh sáng ở ngưỡng thông thường. Nhưng mà để ứng dụng vào cuộc đời của con người, ứng dụng trong nhân sinh mà sống thuận theo á, thì chúng ta hiểu được ở góc nhìn này. Và chúc mừng các anh chị. Chúc mừng các anh chị. Vì chúng ta đã có một cái cuộc sống chuyển hóa lớn rồi đó. Nếu chúng ta ứng dụng nguyên lý ánh sáng, ví dụ ha, ví dụ mình ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào vào cuộc sống của mình nghe. Các anh chị có hình dung được nếu sự oán trách mà nó ngày càng lớn lên thì cuộc đời của con người ngày càng tệ đi không ạ? À? Việc bất như ý nó sẽ xảy đến trong cuộc đời của họ không? Nếu mà sự oán trách ngày càng nó diễn ra. Các anh chị, sự oán trách ngày càng lớn lên, và một người nào đó mà khởi tâm oán trách thì có phải cuộc đời của con người bắt đầu tệ đi không? Vậy thì chúng ta làm sao để hết oán trách? Thì nếu chúng ta nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang nỗ lực lấy bóng tối, được không? Nỗ lực lấy bóng tối. Vậy thì trân trọng biết ơn á, nó là ánh sáng và oán trách là bóng tối. Nếu chúng ta có được một cái tâm thái, có được cái tâm thái trân trọng biết ơn thì sự oán trách nó sẽ tự biến mất. Thấy hay chưa các anh chị? Thấy đặc biệt của ứng dụng nguyên lý ánh sáng chưa cả nhà? Vậy thì thay vì chúng ta làm sao để hết oán trách ai đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ làm lớn sự sự trân trọng biết ơn. Hiểu này không ạ? À? Rồi. Xã hội này, cuộc sống này có nhiều người đau khổ không cả nhà? Xã hội này có cuộc sống này có nhiều người đau khổ không ạ? À? Nhiều. Vậy thì nếu lấy sự đau khổ là đại diện cho bóng tối. Nếu lấy đau khổ đại diện cho bóng tối. Vậy thì sự an vui chính là ánh sáng.
Khi con người có sự an vui, mọi sự đau khổ sẽ được xóa đi. Chúng ta không hiểu nè các anh chị, chúng ta thường không để ý chứ, toàn xin phép lỗi các anh chị là toàn dùng từ không hiểu. Không để ý là bóng tối có 1.000 năm đi nữa, thì ánh sáng chỉ cần soi vào thì sao? Các anh chị, có một nơi nào đó 1.000 năm không có ánh sáng, mà các anh chị lấy ánh sáng, bóng luôn luôn 1.000 năm có sự tồn tại của bóng tối, nhưng ánh sáng đến trong 1 giây thôi, thì theo các anh chị bóng tối sẽ được đẩy lùi không? Cả nhà. Vậy thì ai đó có 1.000 năm đau khổ, trong một tích tắc có an vui, thì sao? Thì đau khổ nó tan biến. Toàn chấp nhận cho một người nào đó quán trách 30 năm, nhưng mà khi khởi được cái sự trân trọng biết ơn thì quán trách nó đâu còn nữa. Toàn nói với các anh chị, cho các anh chị nóng giận sân si khủng khiếp trong nhiều năm tháng trong cuộc đời, chỉ cần sự bao dung đưa vào thì mọi cái sự sân si không còn nữa, giận dữ không còn nữa. Bao dung xuất hiện là ánh sáng, giận dữ không còn. Các anh chị nắm ý Toàn vừa nói không ạ? Nên con người á, có giận dữ bao nhiêu nữa vào lớp học nội tâm này, tự nhiên nó trời, bây giờ em cảm thấy em vui thoải mái, nó còn đơn giản hơn giận dữ đó. Tự nhiên sao kỳ diệu vậy? Tại sao kỳ diệu? Tại vì ánh sáng nó giữ rồi thì bóng tối làm gì có tái lại được. Và bắt đầu hình tượng nè, giữ một cái ngọn đèn ánh sáng, có phải bóng tối nó có tái lại dập lại thì cũng không bao giờ có thể tồn tại không cả nhà? Ai cũng nghĩ, ô ai cũng nghĩ nghe, bóng tối mà nó tối, ánh sáng đưa vô thì bóng tối biến mất, vậy thì ánh sáng đập về cái bóng tối càng về thì ánh sáng sẽ mất đi, làm gì có cái chuyện cuộc đời này. Bóng tối có tràn ngập cỡ nào mà còn vẫn giữ ánh sáng thì bóng tối cũng không bao giờ có thể hiện hữu được. Vậy thì chúng ta giữ được sự an vui thì xóa sổ tuyệt đối cái sự đau khổ, giữ được sự bao dung thì sân si trong cuộc đời xóa sạch, và sự trân trọng biết ơn thì mọi oán trách tan biến. Thì nếu một con người mà soi được cái nguồn năng lượng của trí tuệ đó vào, khi chúng ta thắp ngọn đèn trí tuệ á, thì các anh chị cảm nhận nè, an vui bao dung và trân trọng biết ơn luôn hiện hữu, có phải mọi vấn nạn trong cuộc đời nó giảm thiểu, rất là giảm thiểu về nội tâm của con người không? Cả nhà có cảm nhận được nếu nội tâm của con người mà soi sáng bởi nguồn năng lượng của trí tuệ là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì các anh chị nghĩ sao? Cả nhà có cảm giác được cái này không? Ồ, ánh sáng mà còn thì mọi cái gì liên quan tới bóng tối sao ạ? À? Nó làm gì nó có thể tái lại? Nên không, thắp một ngọn đèn trí tuệ đơn thuần lên thôi. Nói đơn thuần thì kỳ, nhưng mà 1.000 trí tuệ lên thôi, trong đó có năng lượng của trí tuệ được thắp lên thôi, thì các anh chị có biết nó đã xua tan biết bao nhiêu bóng tối của nội tâm rồi. Sức khỏe cũng thay đổi luôn, tại vì sức khỏe tinh thần mà. Sức khỏe tinh thần của con người được giữ sự an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Mối quan hệ cũng đổi luôn, tại vì mình thắp cái ngọn đèn an vui lên, ngọn đèn bao dung lên, ngọn đèn trân trọng biết ơn lên, thì làm gì có cái chuyện nguồn năng lượng của trí tuệ vừa thắp lên cái một, làm gì có chuyện mối quan hệ xã hội có vấn đề. Hiểu này không? Nên có số người hỏi Toàn gì thì em tham gia lớp học, rồi học xong rồi quay trở ngược về, rồi nó tái lại cũ không? Làm gì tái được? Nếu chúng ta giữ mãi ánh sáng thì làm gì có chuyện tái được. Nên đây là một lớp học vi diệu nhất mà Toàn biết. Toàn là người tạo ra lớp học này mà Toàn còn thấy còn vi diệu nữa mà. Chứ nói gì các anh chị học. Nên đây là một cái lộ trình tương đối đặc biệt. Toàn cũng nhờ các anh chị giúp đỡ Toàn. Nghiêm túc tìm hiểu nhất có thể cái lộ trình này, tại vì nó xứng đáng với những gì mà nhân mạch các anh chị giới thiệu các anh chị vào đây. Uổng lắm, uổng mà học mà không có nghiêm túc, uổng một lộ trình, uổng lắm, uổng lắm.
Được không cả nhà? Được hen. Đó là cái nguyên lý đầu tiên mà chúng ta ứng dụng. Ồ, còn nữa chứ. Trong hôn nhân gia đình, trong đối diện với con người, nó có một cái nguyên lý đặc biệt lắm cả nhà. Đó là nguyên lý ánh sáng nè. Đó là nếu á mà mình sống gần ai mà mình không làm lớn điểm tốt của họ thì điểm không tốt nó hiện hữu. Bí mật chưa? Bí mật chưa? Nè, nếu mình sống gần ai mà nếu mình không làm lớn điểm tốt của họ thì điểm không tốt nó sẽ xuất hiện. Đặc biệt chưa? Ồ, vậy thì một con người sống gần chồng mình, sống gần vợ mình và càng ngày càng gần với bạn bè mình thì nếu mình không làm lớn điểm tốt của họ thì hiển nhiên trong cái tâm trí của mình xuất hiện những điểm không tốt rồi. Đó, nguyên lý ánh sáng như vậy luôn đó trong cái cuộc đời của con người đó. Nếu mà mình không làm tốt những điểm lớn của con mình thì điểm không tốt nó sẽ hiện hữu trong tâm trí của mình. Được không? Các anh chị có để ý không? Nên là mới yêu thương nhau, xa xa nhau thì tại vì mới yêu mà không làm lớn những điểm tốt của nhau làm sao kết hôn? Nên cuối cùng trong tình yêu bước đầu tiên hầu như đối phương rớt là tuyệt vời. Tại vì mình không thấy cái gì của người đó có vấn đề gì chân để tiến đến hôn nhân. Tại vì mình muốn hôn nhân mà. Nên mình tập trung vào ánh sáng. Nên cuối cùng tự nhiên sao nhìn điểm tốt, nhìn điểm không tốt của ổng mất tiêu, không có xuất hiện, của cổ cũng không mất tiêu. Nhưng tới khi kết hôn về, cái mình thấy đạt được mục đích của hôn nhân rồi là cưới nhau rồi. Cái tự nhiên cái mình quên làm lớn điểm tốt. Cuối cùng sao từ từ sống gần nhau sao ổng nhiều điểm không tốt quá ta. Tại vì không phải, bởi vì ánh sáng nó tắt rồi nên bóng tối nó là sao ạ? À? Nó chệch về. Hiểu ý này không ta? Các anh chị. Các anh chị nắm ý này ha. Rồi, bắt đầu nè. Có một nguyên lý tiếp theo mà chúng ta ứng dụng nữa nè, để cũng dũng dựa vào nền tảng của nguyên lý ánh sáng bóng tối mà các anh chị giúp đỡ Toàn đây. Đây, nó có cái này. Nguyên lý này nó được gọi là nguyên lý kích hoạt não. Nguyên lý kích hoạt não nhưng cũng dựa vào ánh sáng nha, nguyên lý ánh sáng. Và chúng ta làm. Đó là bài học, các anh chị ghi, Toàn sẽ giải thích cặn kẽ cho các anh chị cái nguyên lý này. Bài học tâm đắc. Ngộ ra. Bài học tâm đắc ngộ. Cái gì được gọi là bài học? Cái gì được gọi là bài học? Là những gì mới mà các anh chị học tập được thì gọi là bài học. Những gì các anh chị ứng dụng được trong tương lai, ứng dụng trong cuộc sống của mình được gọi là điều điều tâm đắc. Và những gì các anh chị trăn trở nhiều lâu dài mà có lời giải thì được gọi là những gì các anh chị ngộ ra. Vậy thì trong não bộ của con người á, nếu chúng ta có bài học, có những gì mà chúng ta tâm đắc, có những gì chúng ta ngộ ra, chúng ta làm lớn cái đó lên, thì những gì mà vướng mắc trong cuộc sống và những gì bất ổn nó sẽ ẩn xuống đi. Để làm sao kích được những cái này lên thì chúng ta hàng ngày trong cuộc sống á, chúng ta tổng hợp bài học điều tâm đắc và ngộ ra. Khuynh hướng của con người là gì? Đó là có kiến thức. Một người thì có kiến thức đi sau những gì họ sở hữu, có hiểu biết á, luôn luôn đi sau những gì họ sở hữu. Giống như chúng ta có sinh mệnh rồi chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe, có hôn nhân gia đình, có con cái chúng ta mới tìm hiểu kiến thức giáo dục con. Nên những hiểu biết của con người thông thường là đi sau cái những gì họ sở hữu.
nên họ hoàn toàn có thể không có quản trị được nó. Vậy thì nếu một người nào đó mà trải qua gian truân khó khăn thì họ mới tìm được bài học. Tại vì khi khó khăn đến, gian truân đến, việc bất như ý đến, con người sẽ tìm được bài học sau cái điều đó. Các anh chị có công nhận với Toàn là, đồng thuận với Toàn là khi khó khăn, gian truân hay chuyện gì xảy đến, thông thường nếu chúng ta nhìn nhận lại, thông thường chúng ta có những bài học rất lớn sau những chuyện đó không ạ? À? Cả nhà, có phải chúng ta tìm được bài học lớn sau những việc gian truân, những gì khó khăn không ạ? À? Vậy thì chúng ta đặt một cái nghi vấn đặc biệt hơn ngay. Nếu chúng ta có bài học trước thì cái việc bất như ý đó có đến không? Theo các anh chị, nếu chúng ta có bài học trước thì việc bất như ý đó có đến không? Có thể đến không? Nó vẫn đến các anh chị. Nhưng nó không còn là việc bất như ý nữa. Các anh chị, nó đến nhưng không còn là bất như ý nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao mà nó đến nhưng không còn là bất như ý? Tại vì mình có bài học rồi. Vậy thì mình có những hiểu biết vượt thoát những cái vấn nạn rồi. Thì mình đã biết rồi. Thì nó đâu còn là việc bất như ý nữa nữa, nên có thể định nghĩa nếu một con người có bài học, có điều tâm đắc, có những gì ngộ ra thì họ sẽ hạn chế được những cái bất như ý và những gì tệ trong cuộc sống sẽ đến với họ. Vậy thì con người có nhiều càng nhiều bài học đến thì con người càng vượt thoát vấn nạn cao hơn. Ví dụ như cuộc đời của con người cần một bước sơ khai nhất là cần 10.000 bài học đi, điều tâm đắc mà ngộ đi. Còn lấy ví dụ ha, chúng ta cần có 10.000 bài học tâm đắc mà ngộ ra để đại diện cho sự trưởng thành của chúng ta. Chúng ta cần 10.000 bài học để trưởng thành, xoay quanh yếu tố nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Thì chúng ta mới gọi được gọi là làm chủ được một phần nào đó cuộc đời của mình. Vậy thì chúng ta sẽ đợi vấn nạn của nội tâm đến, sau đó có bài học. Vấn nạn của sức khỏe đến, có bài học. Vấn nạn mối quan hệ xã hội đến, có bài học. Vấn nạn về tài chính đến, có bài học. Và những này đang diễn ra xuyên suốt trong cuộc đời. Và sau đó chúng ta tổng kết bài học và trưởng thành, bài học và trưởng thành. Thì đó là các cách đi bình thường của những con người trong xã hội hiện tại. Vậy thì nếu chúng ta sống thuận theo nguyên lý của kích hoạt não bộ và đồng thời theo nguyên lý ánh sáng, thì chúng ta chủ động huân tập, chủ động có bài học, 10.000 bài học xoay quanh bốn lĩnh vực, để từ đó làm chi ạ? À? Từ đó làm chi cả nhà? Chúng ta sẽ hạn chế được vấn nạn trong cuộc đời của chính mình. Vậy thì trong trong 21 ngày này, chúng ta chủ động có bài học, có điều tâm đắc ngộ ra về nội tâm. Thì có ai có cảm nhận được rằng những vấn nạn của nội tâm trong tương lai nó sẽ hạn chế không cả nhà? Nếu chúng ta tìm được vài ngàn bài học, điều tâm đắc ngộ ra về nội tâm trong 21 buổi này, thì các anh chị có cảm nhận là những vấn nạn về nội tâm của con người chúng ta, những bất như ý trong nội tâm sẽ xảy đến, sẽ hạn chế không cả nhà? Bởi vì chúng ta có bài học rồi, không cần khó khăn để nó xảy đến nữa, mà có bài học rồi nên chúng ta đơn giản để vượt thoát nó. Ai có để ý nè, ngày xưa khi các anh chị chưa tham gia vào lớp học nội tâm này, chưa tham gia vào lộ trình này, có phải hàng ngày chúng ta phải xử lý nội tâm rất là nhiều, xử lý hàng ngày không? Có ai để ý cái này không?
Nhưng mà từ khi tham gia vào môi trường này, có phải các anh chị cảm thấy mọi việc nó bước qua rất là tự nhiên, những cái đau khổ khó khăn đến mà ngày xưa chúng ta được gọi là khủng khiếp, nhưng mà có phải nó từ từ nó an vui mà qua không? Có để ý không ạ? À? Các anh chị có để ý cái đó không? Vậy thì các anh chị đã ứng dụng được nguyên lý kích hoạt não. Vậy thì giúp đỡ Toàn trong những ngày này, các anh chị giúp đỡ Toàn phối hợp cùng Toàn. Đó là tổng kết được mỗi buổi trôi qua, các anh chị tổng kết được giúp Toàn. Các anh chị có bài học gì, điều tâm đắc gì ngộ ra. Thì nếu thông thường 21 buổi này không bao giờ dưới 1.000 bài học tâm đắc ngộ ra. Và lộ trình của K28 này có thể lên tới 2, 3, 4, 5 ngàn bài học điều tâm đắc ngộ ra trong lộ trình này. Nên các anh chị giúp đỡ Toàn liệt kê bài học điều tâm đắc ngộ ra. Để chi? Để ứng dụng cái nguyên lý kích hoạt não này trong 21 này, ngày này, một lần chúng ta tham gia lộ trình trọn đời chuyển hóa. Được không? Các anh chị, một ngày chúng ta, một lộ trình tham gia này, chúng ta tham gia vào trọn đời chuyển hóa được không? Các anh chị, một lần, quyết tâm một lần tham gia lộ trình này, trọn đời chuyển hóa được không? Tại vì mình có bài học điều tâm đắc ngộ ra rồi, thì từ đó trở đi chuyển hóa nữa chứ có gì đâu. Được hen? Được nghe. Nếu được vậy thì Toàn biết ơn các anh chị, và Toàn đại diện cho thế hệ sau của các anh chị biết ơn các anh chị. Tại vì con cái chúng ta sẽ hưởng lợi nhiều lắm. Thay vì ngưỡng mộ thành công của người khác, chi bằng học tập quá trình trưởng thành của họ. Một ngày nào đó rồi thì các anh chị sẽ có sự thành công rất lớn. Con cái chúng ta sẽ không biết chúng ta đã trải qua điều gì. Nhưng nếu hàng ngày trôi qua, các anh chị tổng kết được bài học điều tâm đắc và ngộ ra, thì thông qua bài học điều tâm đắc và ngộ ra, thì con cái chúng ta sẽ biết được hành trình trưởng thành của chúng ta như thế nào. Và các anh chị hoàn toàn có thể kế thừa lại một hành trình trưởng thành của các anh chị, một lộ trình trưởng thành của các anh chị đối với con cái thông qua các anh chị tổng hợp bài học tâm đắc và ngộ ra. Trên cái app With Daily của tổ chức của chúng ta có cái đó. Các anh chị hoàn toàn có thể vào mỗi ngày tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra. Các anh chị mentor, master thì Toàn yêu cầu họ 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra trong một lộ trình 8 tháng. Nên ai là người quyết tâm nhất có thể giúp đỡ Toàn coi tổng kết đợt này K28, các anh chị chuyên nhất luôn, chuyên tâm nhất luôn, thì có bài học tâm đắc ngộ ra sao. Tổng kết đây tôi coi, Toàn coi xem coi một khóa như thế này thì trung bình có bao nhiêu bài, thì Toàn nghĩ chắc 21 buổi này thì cũng không có dưới mấy ngàn bài học tâm đắc ngộ ra đâu. Nên ai có khả năng tổng hợp được thì giúp đỡ Toàn làm điều đó. Và ngay thời điểm này thì Toàn cũng tạo điều kiện cho một số anh chị lên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, để chúng ta khui dòng về về cái việc chúng ta đã học cái gì. Thì một vài thời gian ngắn chúng ta sẽ tạo điều kiện cho một số anh chị chia sẻ. Thì ngày hôm sau thì vào lúc 6 giờ thì các anh chị vào, các thầy cô sẽ hướng dẫn và giao lưu với các anh chị, để các anh chị có giao lưu với nhau về bài học tâm đắc ngộ ra. Được hen? Các anh chị có thể giơ tay giúp Toàn ấy. Anh chị nào muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ha, em mời anh Bá Lợi ha, em xin phép xin mời anh Bá Lợi. Dạ. Dạ em chào dạ, thầy, em chào thầy, em chào cả nhà. Lần đầu tiên thì em
Cho em tự giới thiệu đôi chút về mình. Em là Lợi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Và em cũng biết ơn nhân mạch của em, đó là vợ em. Em cũng có một cái duyên khi mà nghe thấy được trong điện thoại Telegram có ai gửi cho em 21 ngày chuyển hóa nội tâm lúc thời điểm dịch á. Nhưng mà thời điểm đó thì em mở lên thì em nghe em chưa hiểu gì cả, mà em cũng không có lý do gì em phải nghe hết. Em cũng nghe thử vài lần nhưng mà lúc đó các bạn nội tâm của em không có chấp nhận, cho nên là em không có duyên để mà nghe hết cái thời điểm đấy. Và bây giờ thì em cảm thấy là có lẽ là bạn nội tâm của em đang rất là khao khát, và một người bạn của em đã chia sẻ cái điều này, 21 cái khóa này cho vợ em, và em đã nghe thụ động trong cái khóa trước, và bây giờ thì em chính thức bước vào để em trực tiếp đón nhận những cái điều tuyệt vời của khóa K28 này. Thì thật ra thì trong khoảng 2 tuần trở lại đây mà em xuyên suốt em nghe sách. Em nghe sách mà nghe chương 2 mà nghe hoài chương 2 một ngày mấy lần nhưng mà không qua nổi chương 3 này ạ. Và em cũng không hiểu tại sao mà nó cứ trôi tuột giống như nước đổ trên lá môn, nó không động lại em một chữ nào của cái chương 2 để mà em ngộ ra một cái phần chương 2 để mà em bước qua chương 3. Nhưng mà ngày hôm nay thì lần đầu tiên em ngồi trực tiếp học Zoom. Thì cái điều tâm đắc ngộ ra của em trước giờ em hay lăn tăn, đó là em muốn rất muốn khao khát nâng tầm cái giá trị bản thân mình trong mắt người khác. Nhưng em lại đi tập trung vào cái điều vật chất. Em cứ cố gắng thể hiện cái năng lực của mình là như thế nào cho tốt, cố gắng làm một cái là thế nào cái gì đó cho cái kinh tế của mình nó tốt hơn, để mọi người xung quanh nhìn nhận mình với một cái con mắt khác, thấy mình có một cái sự giá trị nào đó hơn. Và giống như em cứ đâm đầu vào cái ngõ cụt đó thầy ạ, cứ làm rồi thất bại, rồi làm rồi thất bại, thì bản thân em giống như là một cái con cào cào mà thầy ụp nó lên một cái ly để trên bàn, thì nó cứ nhảy lên, nó đụng lên cái đáy ly và rớt xuống và nó nhảy riết. Bây giờ gần như là em mất hết cái sự cố gắng, cái ý chí của mình trong cái sự mà muốn thay đổi bản thân nữa. Nhưng ngày hôm nay thì em ngồi trực tiếp em mới thấy được rằng là để mà thay đổi được, để mà mọi người nhìn nhận mình một cách khác, thì mình phải phi vật chất hóa bản thân mình lên bằng 4 cái điều trên, đó là phẩm chất, nhân cách, tâm thái và trí tuệ. Đây là cái bài, cái điều ngộ ra lớn nhất của em trong cái buổi học Zoom tối hôm nay à. Em xin hết phần chia sẻ của em và cảm ơn cả phòng Zoom đã chứa đựng em ạ. Em xin hết ạ. Thường nam giới á, chứng minh năng lực cho người khác, chứng minh giá trị mình thông qua năng lực và tiền bạc. Nên là nếu anh có nhận thức này thì chúc mừng anh ha. Chúng mình thật sự á, đó là việc ngoài cái việc năng lực và tài chính của chúng ta thì yếu tố phi vật chất cực kỳ quan trọng để thể hiện lên giá trị con người chúng ta. Thì nếu anh có nhận thức này thì em chúc mừng anh. Và lộ trình tới đây thì anh em cùng với nhau phi vật chất hóa bản thân trong cái lộ trình tới. Dạ, biết ơn anh Lợi. Xin mời Thiện Quang ạ. Dạ, trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn cả nhà lắng nghe. Dạ, em tên là Thiện Quang, sinh năm 1992, năm nay em 20 tuổi. Em biết ơn nhân mạch của con là cô Ngọc Diệu. Dạ. Dạ, con chia sẻ là cái sự chuyển hóa của con là học cái khóa 19 lại thêm một lần nữa, thì để tìm lại những cái mà cái sự chân thực trong con người á. Tại vì lúc mà nghe cô Thùy Dương hát á, là cái có một hai ba bài hát câu mới tung mấy cái dòng chữ thôi là cái tâm em nó khóc luôn. Nói chung là học phá nội tâm này khóc có, vui có, ngủ có, ngủ ly vì ngủ, khóc quá trời khóc, vậy mà vẫn chuyển hóa. Dạ, em rất biết ơn thông qua thầy để chia sẻ được những kiến thức tuyệt quý này gửi đến cho mọi người. Em cảm thấy là chỉ có phi vật chất hóa bản thân bằng thắp sáng bảy ngọn
đen giàu toàn diện thì đi đâu người ta cũng cảm nhận được chứ, cảm nhận được. Dạ em thấy nó kỳ kỳ sao á. Dạ em xin phép thầy em hết chia sẻ. Dạ em biết ơn thầy lắng nghe và biết ơn cả nhà lắng nghe. Dạ em xin dừng mic lại cho mọi người á. Dạ biết ơn Cần. Ừ, xin mời Ngọc Vinh nè. Em chào thầy và cả nhà. Em trân trọng biết ơn thầy và cả nhà. Lần này là khóa lần thứ hai em học về khóa bên phút của mình. Hôm trước là em có một cái vấn nạn là em bị đổ vỡ hôn nhân. Thì em không hiểu lý do tại sao mình bị đổ vỡ. Tới khi mà nhận được cái quyết định ly hôn rồi á, thì em còn bất ngờ nó tại sao lại như vậy, trong khi là trước giờ ai cũng rất ngưỡng mộ cái gia đình của mình. Nhưng mà hôm nay cái bài học của Nguyên Lý Ánh Sáng á, thì em mới nhận ra một điều là em không có làm lớn cái những cái điểm tốt đẹp của cái người ở bên cạnh mình, mà mỗi ngày nó càng lu mờ đi và mình chỉ nhìn thấy điểm xấu thôi. Tới khi mà mình có thể là cả hai bên luôn, tới khi chỉ cần nói một câu thì hai bên đều đồng ý cả. Thì cái bài tâm đắc em nhận ra ở đây là, và hiện tại em đang ứng dụng, em học khóa K27 thì bắt đầu em cũng có lại những cái hình, có những cái điều đó nữa, là bắt đầu em đang lại làm những điểm, làm lớn những điểm xấu của những người xung quanh em tiếp. Thì sau cái khóa 27 thì em ứng dụng được là em chỉ nhìn lại những điểm tốt của mọi người thôi, em sẽ hạn chế nhất những cái điểm xấu của người khác. Thì thật sự là lúc đó thì em vỡ òa luôn, thật sự là thật nội tâm rất là an nhiên luôn, trong cuộc sống mọi thứ nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Và cái đó là bài học thứ nhất của em. Và bài học thứ hai nữa đó là về cái nguyên lý về bảy sự giàu toàn diện đó. Thì trước đây em không có phải là người giàu có gì, nhưng mà lúc nào cũng được mọi người và những người xung quanh đưa mình cái gọi là tầm giá trị tương đối cao trong xã hội. Thì lúc đó em không hiểu, nhưng bây giờ em học được cái bài này, bài bảy sự giàu toàn diện, thì em biết được là lúc trước em không hoàn toàn bảy sự giàu toàn diện, nhưng em đã có từ 5 đến 6 cái. Nhưng mà quan trọng nhất là em có những cái vấn đề về phi vật chất nhiều hơn về vật chất. Và em cũng từ từ em làm lu mờ những cái điều đó đi, và giống như là tắt những cái ngọn đèn, tắt dần, nhưng mà cũng đúng là phước báo cho em thì cái ngọn đèn trí tuệ em vẫn còn. Lúc nãy em vẫn khao khát em đi tìm học một cái mới. Thì trong năm qua em xảy ra vấn nạn gia đình nữa, thì em đi tìm những cái lớp học rất là nhiều. Khi em học em biết được lớp cuối của mình là nhờ một cái chị đó em học chung một cái lớp về thiền. Chị đó có nói, nhưng mà chị đó cũng không có chia sẻ, chỉ có nói về ở đây có một cái môi trường cộng đồng học rất là này, vấn đề này kia rất là hay. Em nghe là em rất là khao khát rồi, nhưng mà lúc đó nội tâm mình cũng đang bấn loạn, về chị đó không nhớ gửi cho mình thì mình cũng lơ luôn. Chứ sau cái khóa 27 thì chị nói quên, có cái lớp mới mở nè chị gửi cho em. Thì em đăng ký, là lúc đó mình đã học ngày thứ hai rồi, nhưng mà em vẫn đăng ký và em tua lại những cái ngày đầu tiên. Em bắt đầu nghe lại, thì nghe ngày đầu thì em cũng có, em vào được rất là ít, nhưng mà tới hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên, nhưng mà em gần như là em nhận trọn vẹn giá trị của bài học ngày hôm nay á. Em cảm ơn rất là nhiều vì cái môi trường quýt của mình. Bắt đầu em đã học hết 4 lớp về sức khỏe, về thư pháp, mà em cũng nghĩ trước giờ em không bao giờ vẽ được thư pháp, mà thật sự em mới học được mấy buổi mà thầy cô dạy tới đâu là em nhận được tới đó. Em tự tin rất là nhiều với bản thân của em ạ. Em xin hết ạ. Ngon á nha. Ừ. Rồi thôi thế anh Tuấn đang mõm con Con nè, cả mời anh mời Tuấn. anh Tuấn kìa, con Dung bé con cho Thấy ổng thấy con ông con nè. nè. Dạ em chào thầy. Dạ trước tiên là em gửi lời biết ơn thầy, biết ơn thầy đã cho em sự biết và trí tuệ để mà em chuyển hóa, em thay đổi trước khi em học lớp này. Thầy là nhờ vào chị Tuyết Thanh, chị Tuyết Thanh là cho em, cho bà xã em cái duyên, bà xã em đang học mentor, là vừa rồi bà xã em cũng học offline ở ở Phan Thiết. Dạ thì em thì cứ ẵm con ra vô cho bà xã học thì tình cờ em nghe được,
Thì sau khi em nghe được thì từ trước tới giờ em nói chung là em bị nặng về năng lực và vật chất. Thì sau khi mà nghe xong á, em chỉ nghe thoáng qua thôi, em cũng ngộ được nhiều điều. Thì em mới cả nhà em thì chuyển hóa hết cả nhà luôn. Thì hiện tại là em đang học, con gái em đang học và mẹ mẹ vợ em đang học. Thì con gái em là đang học lớp 3, có viết tâm thư cho thầy là con muốn học để con thấu hiểu bản thân con hơn, và con muốn thấu hiểu mọi người để con biết cách đối nhân xử thế. Thì cái điều đó em cũng rất là vui vì Nói với con là em nhận cái tâm thư đó rồi nhưng em chưa phản hồi thôi. Dạ. dạ biết ơn thầy. Dạ thì em gác lại hết mọi thứ kể cả vật chất thì để em học, em thắp sáng 6 ngọn đèn còn lại. Thì biết ơn thầy rất là nhiều, không những chuyển hóa một mình em mà chuyển hóa luôn cả nhà em, và em sẽ cố gắng đồng. Ha, thấy Dạ cả nhà vui vẻ với nhau, đối ngay diện cả em giờ bé, tức em bé đang 3 tháng tuổi cũng đang học, học từ lúc bụng mẹ, học học tới giờ anh luôn á. đừng có lắc quá khi ẵm con nghe, Dạ tại còn nhỏ con lắc lắc ấy, ảnh hưởng cái thần kinh thực vật của con, mình cứ từ từ thôi đừng lắc quá, dạ lắc thầy cái vài bữa thì lắc mới ngủ ha. dạ Ừ. thì nghe nghe em cứ ẵm con thôi mà nghe cũng ứng dụng được nhiều lắm thầy. Thì em chuyển em vui là cả nhà em chuyển hóa, mà chuyển hóa là cả nhà em bây giờ là đồng ngôn, thì cả nhà rất là vui. Thì em sẽ cố gắng thấu suốt hết 21 buổi để mà thay đổi cả cuộc đời của Đợt này thầy. hơi đặc biệt, lộ trình K28 nó tương đối đặc biệt nên là nhúng mình vào. Dạ. Dạ em cảm ơn thầy và biết ơn mọi người đã cùng học và cùng có một năng lượng thật là tốt ạ. Em cảm ơn thầy. Biết ơn anh. Thấy ẩm còn thấy thích quá, 3 tháng hả? Vậy hai bé hả? Dạ hai bé thì bé cũng khóc á, xong rồi em biết được cái chuyện cái trí tuệ của thầy, em áp dụng vào là em cứ nhìn hình ảnh mặc dù con khóc nhưng mà em thấy nó dễ thương quá, sao mà nó khóc vậy, nó ngoan, thế là mình hết khóc rồi. Cái mình rối loạn nội tâm cái con nó loạn thêm chứ Dạ làm. nó hết khóc tới giờ luôn, bây giờ nó có khóc cỡ nào khóc đi nữa mình cứ nghĩ cái là nó nín là thầy, hay lắm thầy, là chuyển hóa được từ em bé 3 tháng tuổi tới chuyển hóa tới cả mẹ em. Trời Đây ở nhà em đang học nè thầy. ơi, coi kìa, chào cô. Dạ chào Dạ. thầy ạ. Dạ, biết ơn cô. Bà nội mà học nữa thì trời ơi, bà nội đâu mà trẻ quá gì. Nội hả? Bà nội hả? Ngoại ạ, bà Bà ngoại ạ. ngoại hả? Dạ Để trẻ quá. em thì cũng mong muốn là sẽ được học lớp mentor tiếp theo. Ừ. Dạ Về bữa thì tuyển dụng để anh đăng ký. Dạ. dạ thầy, dạ em xin Vợ hết rồi, em chồng xin người tiếp học theo đó với rồi ạ. nhau thì cũng thuộc chế độ ưu tiên, chỉ cần đón nhận là ưu tiên. Dạ. Dạ Biết ơn anh. dạ biết ơn thầy, em xin Bye hết bye rồi. cô. Dạ. Dạ mời mời. Xin mời Ngọc Khánh ạ. À. Dạ em chào thầy, em chào cả lớp ạ. Em biết ơn thầy vì cho em cơ hội được phát biểu ạ. Em biết đến lớp học của mình là qua chị, một chị học ở design và chị có hiện thực, nên là học design và thấy là người có đức rồi, xong lại có kết quả cuộc sống nữa, nên là em cũng tin tưởng để em theo để em học ở cộng đồng quýt của mình ạ. Lúc đấy thì em cũng đang có vấn nạn, em học từ khóa K15 cơ. Sau khi mà học khóa K15 xong thì để mà vượt qua được cái vấn nạn ở cái giai đoạn đấy ạ, thì em học khóa 16, 17, 18 nữa, thì là có lẽ là chỉ vì cái nghi vấn là muốn mình vượt qua cái giai đoạn đấy thôi. Và có một phần là định định hướng là em muốn bắt đầu là đã có xu hướng là muốn chuyển sang học tài chính, học sức khỏe, học đa dạng các cái lĩnh vực khác ấy, nên là cái nội tâm của em nó còn chưa vững chắc, mà em học qua các cái khía cạnh khác xong một lượt, xong em lập tức là học sang các cái môn liên quan đến năng lực, thì đến một giai đoạn thì liên quan đến nội tâm của em thì nó đã ảnh hưởng sang đến nghề nghiệp, và nó cũng ảnh và sức khỏe vì không có cái thói quen quản trị ạ. Đây là có một cái giai đoạn mà em ấy bị gãy trong một đoạn khá là dài, nhưng mà cũng có cái may mắn là em ở khu vực Hà Nội thì em cũng có một số nơi tụ chúng, với cả em có niềm tin đối với sức mạnh và tri thức, cũng như là em cũng thấy là em thấy nhiều anh chị thì có kết quả cuộc sống ấy, và mọi người em tự thấy là mọi người đều rất là có, gọi là có đức có tài. Vâng ạ, nên là em có không biết có gọi là định tâm không, nhưng mà em vẫn kiên trì đến bây giờ. Cái đợt đấy là khoảng giữa năm 2022 em
đang có duyên được đồng hành trong lớp tài chính và đầu tư cùng với bên thầy Diêm của cô Hoàng Anh ạ. Thì thật là may mắn cho em, có lẽ là nó chạm đến cái khía cạnh mà em quan tâm và em rất là hào hứng đối với nó. Nhưng mà khi mà em đồng hành trong lớp đầu tư ấy thì không hiểu sao em lại tự nhiên quảng bá được. Xong là tự nhiên trong những cái lúc làm việc trong cuộc sống, em cũng có tự nhiên thấy mình buông được cái suy nghĩ về cái việc là mình phải tương lai mình sẽ không phải đi làm vì tiền nữa. Bao nhiêu năm nay từ lúc học hay lúc đi làm thì kết quả cuộc sống cuối cùng có lẽ gia đình mong muốn cũng là muốn mình có cái tự do tài chính, sau đấy thì mình có thể làm gì thì làm. Thì tự nhiên trong công việc em cũng nhẹ nhàng hơn, với cả em cũng tự nhận thấy là nó làm rõ ra cái nét tính cách ở sâu trong lòng mình trong những năm qua, thì mình có cái phần kìm nén nên giờ là mình kiểu như là tiền thì nó chỉ là làm lớn, nó phóng chiếu cái nội tâm của mình thôi. Thì tự thấy bản thân mình là có nhiều cái nóng giận, và nhưng mà em lại nhận ngộ được bài học rất nhiều qua những cái nhỏ nhỏ từ chính em hay là từ những người xung quanh. Thì em không dám nói là định tâm, nhưng mà em có cái mục tiêu trước mắt là trong những cái quãng thời gian trống của cái việc học đầu tư hay đi làm thì em sẽ tự cải thiện và bắt đầu từ nội tâm trước, nên là em rất mong khóa này mình sẽ hoàn thành 21 ngày một cách trọn vẹn. Từ khóa K15 đến giờ thì em chưa có lúc nào mà em liên tùng tục và ngồi học như kiểu học offline, bởi vì em nhận ra một điều là khi mà mình ly ra cắt ái có nghĩa là cắt đi tất cả những cái mất tập trung xung quanh, vì cái khả năng tập trung của mình nó cũng có giới hạn ấy. Thì dễ giống như là học offline, mà học offline thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vì em học mà ở trong cái lớp đầu tư em thấy là em để chế độ máy bay 2 ngày và em thấy hiệu quả khác biệt. Với cả em học ở trong thấu hiểu não phải thì em được cô trong lớp thấu hiểu não phải chia sẻ là khi tay bạn ghi chép điều gì thì tâm trí bạn đã khắc ghi điều đó. Đấy, nên là em quyết định là em cũng sẽ ghi chép cho đầy đủ và sẽ sử dụng cái bài ghi chép này để có thể làm bài học tâm đắc ngộ ra cuối ngày. Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay mà thầy đã chia sẻ cho cả lớp thì em cũng đã tâm tâm đắc cái này cũng từ trước đây rồi, nhưng mà em đã được nhắc nhớ lại một lần nữa, đấy là khi mà mình giữ trong tay cái ánh sáng ấy thì bóng tối nó có đến, nó không hề có khả năng làm tắt ánh sáng đi. Chỉ khi nào mà mình chủ động mình buông đi ánh sáng thì bóng tối nó mới tràn đến mà thôi. Có nghĩa là cuộc sống của mình nó là do mình quyết định mình còn muốn giữ ánh sáng hay không, chứ không phải là do ngoại cảnh. Em hiểu được điều đấy, đấy là với cái nhận thức của em. Còn một cái bài học nữa mà em cũng rất là tâm đắc và nó cũng là cái mục tiêu trong cái việc mà em học ở lớp nội tâm của mình, hay là nếu như em có may mắn được vào mentor, thì đấy là em muốn phi vật chất hóa bản thân, sống kiểu đi học đi làm ngoài xã hội thì tất nhiên là mình cũng có chịu sự đánh giá của mọi người qua cái vấn đề vật chất như là về năng lực này, về thể chất này, về tiền bạc, và em cũng thấy cái điều đấy rất rõ đối với cuộc sống của em. Thì em rất thích cái câu là khi mà mình phi vật chất hóa được bản thân rồi thì mình tự định được giá trị của mình, xã hội không còn định giá là mình nữa, và dù xã hội có định giá mình hay không thì thật ra mình cứ an vui, mình cứ hạnh phúc ạ, thì mình cũng không còn cái quan trọng cái nhận định của bên ngoài nhiều. Em đấy là bài học đấy đối với em. Dạ, em rất là trân trọng biết ơn thầy và cả lớp cho em cơ hội chia sẻ ạ. Em xin hết ạ. Ơn chị. Có nhiều anh chị giơ tay ha. Mai mai vô giao luôn chút xíu ha. Tối nay chúng ta dừng ở đây. Các anh chị giúp đỡ toàn tổng hợp bài tập tâm đắc bài học tâm đắc ngộ ra, coi lại bài tập hợp bài học tâm đắc ngộ ra, cái ngày mai chúng ta giao lưu với nhau. Ăn cả nhà. Có anh Tài Nguyễn đồ lâu quá mới gặp ổng nè, mới thấy rồi mấy anh em nữa. Rồi chúng ta bye bye nhau, còn mở micro cái cho các anh chị.
cùng chào nhau nhẹ nhau nhẹ thầy à, em cả nhà à, quý lời chào thầy chào thầy ạ 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 Em chào thầy ạ, thầy và chào cả Chúng nhà, ta chúc có một thầy và cái cả văn nhà hóa là khi ai thầy sẽ chào cả nhà. chào Thầy nhau là chúc chúc buồn nhau thầy và cả hẹn xin nhau chào trong phần thầy, xin đời chào còn cả lại. nhà. Chúc Thầy thầy và và cả cả nhà ngủ nhà ngon nha. đấy. Em chào thầy, chào cả nhà. Thầy Biết ơn thầy nhà. Xin chào thầy. Chào cả nhà.